Được rồi, chúng ta bắt đầu nhé. Hôm nay tôi sẽ có cái buổi nói nhanh thôi, không nói nhanh về một số các cái thao tác quan trọng cần chú ý khi làm việc với một cái phần mềm. Cái phần mềm thì có biểu STGB nhé, cái bản hình thời là cái bản 4.5. Hiện nay là chúng tôi vẫn đang phát triển, các bạn chú ý rằng các bạn chú ý cái phiên bản của chúng tôi luôn là tăng lên nhé. Thì nếu mà các bạn chú ý, nếu mà cái phiên bản này nó là một số chẵn ấy, ví dụ như là 1.0, 2.0, 3.0 thì đó là cái bản là nâng cấp lớn, nâng cấp có nhiều tính năng quan trọng. Còn cái bản mà nó có số tăng ở cuối 4.5 này thì nó là cái nâng cấp yếu hơn, nhỏ hơn nhưng vẫn có nhiều tính năng quan trọng. Nhưng mà nên cái bản 4.5 này này là nó nâng cấp từ bản 4.0. Nghe rõ không nhỉ? Nghe rõ rồi. Các bạn nên tắt âm thanh đi nhé, không ảnh hưởng đến cả lớp nhé. Thì như vậy cái bản 4.5 này làm cái nâng cấp nhẹ của bản 4.0. thì chúng tôi dự kiến là có lẽ là đến sang năm thì đó chúng tôi sẽ nâng cấp lên bản 5.0 thì nó rất là mạnh. Được rồi, tôi xin phép được nói nhanh. Hôm nay tôi sẽ trình bày các bạn, tôi sẽ thao tác ở trên phần mềm là 5 cái thao tác, gọi là 5 cái bước chính, 6-7 bước chính của phần làm thời có biểu. Tôi xin nói nhanh nhé. Bước 1 là nếu mà trường nào mà mới mua lần đầu tiên là phần mềm thì chúng ta phải tạo ra một cái tệp cho trường mình, tệp thời có biểu. Thì gọi là thao tác là thiết lập tệp dữ liệu thời có biểu. Thì cái tệp này nó có đuôi là STGB nhé, phần mở rộng của nó đấy. Thì cái tệp này là chúng ta chỉ tạo một lần thôi và dùng mãi mãi, dùng vĩnh viễn, chúng ta không phải tạo lại hai lần đâu. Và cái tệp này như là một cái file đóng chặt như vậy, như là một cái file mà chúng ta sẽ dùng nó là suốt cả cuộc đời, cho khi nào mà hết là trường mình thì thôi nhé. Rồi tôi cho nó nhanh nhé. Cái bước số 2 là cái bước chúng ta sẽ nhập cái dữ liệu đầu vào mà cố định không thay đổi mấy cho thì có biểu. Thì đây là cái phần số 2, là cái phần mà nhập nó sẽ vất vả một chút nhưng mà nó là chỉ là một lần thôi. Ví dụ như là danh sách môn học, danh sách lớp, danh sách giáo viên, danh sách nhóm giáo viên, các cái yêu cầu của môn học, yêu cầu của giáo viên, ví dụ như vậy, thì đó là cái bước số 2. Đấy. Thì bước 1, bước 2 thì là dễ. Tuy nhiên tôi sẽ trình bày một số những cái điểm quan trọng cần chú ý thôi. Còn các bạn cứ mở ra, các bạn mở một tính ra các bạn đều biết là nó sẽ như thế nào. Cái bước số 3 là cái bước mà phải làm cho mỗi một lần chúng ta xếp thời có biểu, là nhập cái phân công chuyên môn. Nôm na là nhập xem là lớp nào, học môn nào, ai dạy, giáo viên nào dạy và phân bổ một tuần là bao nhiêu tiết. Đấy. Và cái phân công chuyên môn này thì đa số cho giờ phút này là chúng ta sẽ, đa số các trường Việt Nam sẽ là phân công chuyên môn riêng cho sáng riêng và chiều riêng. Anh em tôi sẽ nói kỹ hơn một chút là nếu mà trường chúng ta mà là chung nhau sáng chiều thì như thế nào, tôi sẽ nói sau nhé. Thì bước 3 là cái bước phải làm rất cẩn thận vì nó tương đối là nó không khó nhưng mà nó rất mất thời gian, rất là tỉ mỉ. Các bạn biết là cái bước thứ 3 là cái bước mà ngay nhà trường chúng ta đầu năm là hiệu trưởng hiệu phó là phải bò ra để mà phân công chuyên môn cho các giáo viên. Thì bước này là nó lâu như nào chúng ta nhớ lại nhé. Rồi khi bước 3 đã nhập xong rồi thì phải chuẩn bị rất cẩn thận, phải xem lại, rà soát lại, vì nếu chúng ta mà những bước 3 mà nhập sai ấy, thì sẽ ảnh hưởng sang bước sau nha. Nhiều khi chúng ta là nhập sai, đáng lẽ là cái lớp 10A này môn toán là cô A dạy, chúng ta lại xếp phân công nhầm sang cô B, thì sau đó chúng ta xếp xong cả trường rồi chúng ta quay lại, ô tôi chết sai rồi, chúng ta phải làm lại từ đầu nhé. Bước 3 mà sai thì làm xong bước 4, 5, 6, 7 chúng ta phải xóa hết đi và quay lại bước 3 làm lại từ đầu. Chứ cái bước 3 là bước rất quan trọng, bước này là cái bước mà nó vừa tỉ mỉ vừa mất thời gian, nhiều khi đăng nhập là phải làm lại bởi vì ông hiệu trưởng ông đề nghị là phân công lại. Chỉ khi nào mà xong hết rồi hoàn toàn chính xác chúng ta mới bước sang bước 4, 5, 6, 7 nhé. Đấy, đó là cái bước 3 nó nhanh. Còn cái bước 4 là cái bước mà rất quan trọng, cái bước mà chuẩn bị cho cái việc là xếp tự động hoặc là tinh chỉnh. Bước 4 tôi sẽ nói rất kỹ. Bước 4 là bước cho giờ phút này thì hầu hết các nhà trường đều lúng túng ở cái bước 4 này. Mà hầu hết như là các thầy cô giáo nào mà là mới lần đầu tiên dùng phần mềm ấy, thì bước 4 này là bước quan trọng, là cái bước mà đối với họ, là đối với đa số giáo viên tôi quan sát ấy,
là chúng vì chúng ta không hiểu rõ lắm, chúng ta không hiểu cho nên là đa số là không hiểu lắm cái bước 4 này, đều làm sai hết. Tôi cảm giác là sai, trừ những thầy giáo nào mà thạo rồi thì không nói cái gì, Cảm còn những thầy cô giáo mà mới mới thì phần lớn là làm sai cái bước 4 này nhé. Bước 5 này là dễ, bước 5 không dễ, bấm nút là xong. Bước 6 là bước là tinh chỉnh dữ liệu thứ biểu. Bước 6 mới là bước quan trọng nhất nhất của phần mềm. Bước 6 mới là cái bước mà nó là cái bước mà là cái tính năng quan trọng nhất của cái phần mềm của chúng tôi nhé. Đây, cái bước 6 là như vậy. Bước 6 là nó có chúng ta phải dùng rất nhiều các công cụ của phần mềm. Hiện nay công cụ của phần mềm là nó có khoảng hơn hơn có vài trăm công cụ, vài trăm tính năng khác nhau, và chúng ta dùng cái tính năng này để chúng ta quan sát, chúng ta tinh chỉnh dữ liệu cho có biểu nhé. Thì tôi ra nữa tôi sẽ nói kỹ hơn. Bước 7 thì dễ rồi. Đấy, như vậy chúng tôi xin phép được trình bày nhanh các bạn là 7 bước này nhé. Bây giờ chúng ta vào phần mềm đây. Thì phần mềm của chúng tôi thì hiện nay phần mềm chúng tôi nó có hai loại, nó có hai dạng. Một dạng là phần mềm dùng cho các cái nhà trường độc lập, để mà tôi gọi thế. Thì cái nhà trường nào mà có thể mua trực tiếp của công ty chúng tôi đấy, hoặc là cài đặt trực tiếp thì chúng ta dùng phiên bản đó. Hai là các nhà trường nào mà liên kết với VNPT đấy, chúng ta dùng chung một cái các tính năng, một cái gói chung là gọi là VNEDU đấy của VNPT. Thì chúng tôi cấp cho VNPT một cái bản là tích hợp với cái chức năng cái VNEDU của VNPT. Thì như trường nào như vậy thì chúng ta vẫn dùng phần mềm này, nhưng mà là cái phiên bản dành riêng cho VNPT. Thì cái phiên bản đó nó khác gì phiên bản PC, thì nó khác ở chỗ đầu vào đầu ra thôi, vì nó tích hợp với cái website bên kia mà. Nhưng mà bên trong lòng khi chúng ta mở phần mềm ra là phải giống hệt nhau, giống hệt nhau. Thì tôi sẽ trình bày nhanh bây giờ nhé. Tôi trình bày trên cái bản bản trên cái bản trên trên bản cho PC của chúng tôi thôi, còn cái bản cho VNPT thì nó hoàn toàn tương tự nhé. Rồi, thì đây là cái giao diện chúng ta khi chưa bật lên thì như thế này. Thì phần mềm của chúng tôi nó như là một cái công cụ thôi, và chúng ta dùng công cụ đó thì chúng ta làm việc với các cái tệp dữ liệu để có biểu. Thì cái bước 1 là chúng ta tạo ra một cái tệp mới tinh thể có biểu. Thì tệp này khi tạo ra đó là một tập dữ liệu rỗng, giống như chúng ta tạo ra một cái file doc rỗng như vậy nhé. Và khi tạo ra rồi chúng ta dùng nó mãi mãi. Tôi xin phép nó nhanh thôi, nhanh cái thật là động nhanh là như sau này. Đây giao diện nhé, gồm có những cái menu chính là hệ thống này, dữ liệu này, tệp chính này, lệnh chính này, khung nhìn này, công cụ và trợ giúp là chúng ta chú ý nhé. Đấy, hệ thống tức là những cái nó là những cái lệnh chung hệ thống, kiểu như là lệnh đóng tệp và mở tệp, lệnh tạo tệp mới này. Đấy, lệnh đây chúng ta đang mở, tôi đóng lệnh 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 tạo mới một tệp này, nó lệnh mở một tệp cũ đã có sẵn này, lệnh đóng tệp này, rồi lệnh ghi dữ liệu này, lệnh ghi với lệnh khác, lệnh ghi ra HTML, ghi ra Excel này. Đấy, và những lệnh khác nữa. Thì trong hệ thống này thì cái nút này là nút để đóng toàn bộ chương trình lại nhé. Dữ liệu là cái thực đơn dùng để nhập dữ liệu tất cả mọi thứ trong normal, là cái lệnh mà dùng để mà nhập dữ liệu đầu vào cho có biểu. Thì cái dữ liệu này là bao gồm là toàn bộ cả cái bước 2 và bước 3, hai bước 3 nằm ở trong cái thực đơn dữ liệu nhé. Thực đơn thứ ba là lệnh chính. Đây là cái thực đơn rất quan trọng, là cái lệnh nó gồm có những lệnh nằm trong cái nhóm lệnh là 4 và 5 nằm trong cái thực đơn là lệnh lệnh chính đấy. Là nó là các cái lệnh mà, nhưng mà quan trọng nhất là cái lệnh là xếp trước môn học đây này, xếp trước môn học là cái lệnh này ứng với là cái bước 4 đấy, và cái lệnh xếp tự động ứng với là cái ứng ứng với là cái bước bước 5 nhé. Rồi tiếp theo nữa là cái thực đơn khung nhìn. Đây là thực đơn chính và quan trọng nhất nhất của phần mềm luôn. Đó. Thì đây là cái lệnh nó chứa thực đơn nó chứa những cái lệnh dùng để quan sát khung nhìn, mà nó dùng để quan sát và tinh chỉnh dữ liệu thì có biểu. Đó chính là cái chỗ này này, nó chính là các cái lệnh tương ứng với cái bước là bước 6 rất quan trọng đấy. Thì cái bước 6 này mới là bước mới là cái sức mạnh của phần mềm của chúng tôi. Còn các bước từ 1 đến 5 ấy thì
những cái phần mềm khác cũng đều làm, cũng đều giống giống nhau cả. Nói chung tất cả phần mềm, tức là phần mềm thì có biểu hiện là phải phải trải qua là 1, 2, 3, 4, 5 hết, không có gì khác nhau cả. Chỉ khác nhau ở ở cái bước 6 này thôi. Đấy. Sau này là nó mạnh yếu là của phần mềm là nó ở cái bước, bước ở cái bước 6 này, thì đó là cái bước mà liên quan đến không nhìn nhá. Chứ từ cái này tôi nói sau. Rồi sau đó là sang cái bước 7 là cái bước là in ấn, thì nó không có gì chúng ta không. Ngoài ra có cái công cụ là những cái lệnh mà nó hỗ trợ khác, nó mang tính là phụ thôi, nhưng mà nhiều khi cũng rất là quan trọng. Rồi tiếp theo là trợ giúp. Thì các bạn chú ý nhé, khi mà trợ giúp ấy, thì chúng ta trong này thật là rất nhiều giáo viên chúng ta hay ngại, hay là chúng ta ngại xem. Thực ra đây chỗ này nó có hẳn một cái nút rất quan trọng, là cái nút là hướng dẫn sử dụng. Thì cái nút này này, cái nút này là nó chứa một cái tài liệu khổng lồ, có độ là khổng lồ trong này. Trong này là cái một cái nó có rất nhiều những cái chi tiết đến từng lệnh một. Tất nhiên trong lòng nó có thể nó có một số hình ảnh nó hơi cũ một chút, nhưng không sao, bản chất nó vẫn như vậy thôi. Thì đây là cái user guide đấy, là cái hướng dẫn sử dụng. Các bạn nên chịu khó xem nhé, rất nhiều bạn là không chịu xem cái này và cứ vào xem và cứ mặc dù là mới tinh nhưng mà cứ vào cái là hỏi, cứ không gì là cứ hỏi, tức là các bạn ít chịu suy nghĩ, ít chịu đọc và hỏi nhiều quá đến mức độ mà làm cho thật ra chúng tôi cũng thấy rất là khó trả lời. Tôi ví dụ là bảy dung là thế là khó trả lời nhé. Khi mà các bạn là mua cái phần mềm thư biểu này rồi thì giống như là các bạn tôi lấy ví dụ hình dung thôi, để chúng ta có cái hình dung thì chúng ta dễ hiểu hơn thôi nhé. Tức là khi chúng ta có phần mềm này thì phần mềm này nó là một cái công cụ nhá, nó không phải là mẹ chuyên gia, nó không phải là người máy đâu, nó là một công cụ thuần túy để giúp chúng ta là hỗ trợ xếp thư có biểu. Không có nó thì chúng ta phải xếp bằng tay, còn có nó thì chúng ta xếp trên máy tính, chứ nó không phải là một người máy, nó không phải là trí tuệ nhân tạo để chúng ta có thể bấm nút là nó làm thỏa mãn mọi yêu cầu của các bạn đâu, không phải như vậy. Nó làm công cụ giống như là chúng ta mua một cái ô tô vậy. Khi chúng ta mua cái ô tô về, các bạn không thể nào nhảy lên bấm nên là chúng ta mà khởi động rồi bấm đặt chân là nó phóng đi vù, không có như vậy đâu. Các bạn phải học rất là kỹ càng, phải học rất cẩn thận, còn sát hạch, còn lấy bằng. Nhiều khi là học xong nửa năm sau có bằng rồi cũng không dám lái ra đường đâu, vì nó rất là phức tạp. Giống như vậy thì khi chúng ta mà mua cái phần mềm thư biểu này về, chúng ta giống như ta mua cái ô tô về, ai mà đi thạo chúng ta đi ngon lành, lái mượt mà, đi rất ngon lành, rẽ phải rẽ trái. Còn ai mà không biết lơ nga lơ ngớ bấm, nhiều khi đang nhẽ phải bấm phanh lại bấm vào cái chân phanh, lại bấm nhầm vào chân ga, đâm vừa nhưng mà gốc cây. Đấy, như vậy nó lăn như vậy thôi, là chúng ta phải học, phải rất cẩn thận, phải chỉnh chu. Thì như vậy cái người mà khi chúng ta lần đầu tiên có thể có biểu, hay là người lần đầu tiên được phân công ấy, thì chúng ta phải chịu khó một chút, chúng ta tìm hiểu, chúng ta đọc, chứ không phải là các bạn cứ hơi một tí thì hỏi những câu, nhiều khi các bạn hỏi thì chúng tôi cũng trả lời thôi, nhưng mà nó quá nhiều câu hỏi và nó ngu ngơ quá. Giống như các bạn lên một cái ô tô, xong các bạn bảo vì em muốn đi ra vào phố kia thì em làm gì, thì tôi người hỗ trợ bảo là bạn sẽ em bạn rẽ trái đi, thì người kia lại hỏi là bên trái là bên nào ạ, thì chịu chết. Người học lớp xe là sao mà trả lời cho bạn được thế nào là bên trái, thế nào là bên phải. Đấy, ví dụ như rất là khó, chúng ta phải có những cái yếu tố phải chịu khó đọc trước đi, và chúng ta chỉ có những câu hỏi mà thực sự chúng ta thấy là thật sự khó khăn, thực sự thấy lúng túng thì hãy hỏi. Rồi thì bây giờ tôi sẽ mô tả nhanh cái lệnh là khởi tạo thiệp dự thư biểu nhé. Thì chúng ta vào hệ thống, chúng ta vào lệnh tạo mới này, đây chính là cái lệnh mà tạo mới một cái thiệp thư có biểu. Thì cái lệnh này nó ta làm một lần thôi, tạo ra một cái thiệp và sau đó chúng ta sẽ dùng mãi mãi nhé. Đây cái lệnh này chỉ dành cho những trường nào mà lần đầu tiên dùng phần mềm, còn lần thứ hai rồi thì không cần. Từ lần thứ hai trở đi là toàn không cần nữa nhé. Đây chúng ta vào nút tạo mới thì nó sẽ vào một cái giao diện gồm có làm có 4 bước nhé. Bước 1, chúng ta nhập cái mã trường vào tên trường. Cái mã trường này chẳng qua nó chính là cái tên của tiệp thì có biểu thôi. Bên trường tôi là trường Chu Văn An, tôi gọi là Chu Văn An thế này. Còn đây bên này tôi ghi rõ ra để cho nó, bên này nó sẽ lưu ở trong cái báo cáo ấy, tôi ghi rõ, chúng ta ghi là trung học phổ thông Chu Văn An. Tôi lấy ví dụ như vậy nhé, tôi lấy ví dụ thôi, Chu Văn An.
Ở cái bước này thì lại không quan trọng lắm, là chúng ta chỉ tìm cái thành phố mà hay tỉnh chúng ta đưa vào. Còn chỗ này là chúng ta sẽ nhập cái niên khóa vào học kỳ thì phần mềm sẽ tự động, hầu như tự động tìm, còn chúng ta có thể chỉnh lại nhé. Đấy. Thì cái niên khóa này và học kỳ này chúng ta có thể thay đổi lại cho năm học sau nhé. Như vậy là vẫn cái file này hiện nay năm nay nó sẽ là học kỳ 1 của năm 24 25, nhưng mà chúng ta sửa lại thành học kỳ 2, sửa lại thành thầy học thành thành các cái năm sau nữa, cho nên là vẫn là cái file này dùng cho mọi năm nhé, các bạn chú ý nhé. Đấy, như vậy ta chú ý sang bước số 2, bấm nút tiếp tục sang bước số 2. Ở đây rất quan trọng, đây là chúng ta nhập cái tên tiệp dữ liệu đây, cái tên tiệp nó mặc định nó sẽ là cái mã trường đây, và mặc định nó sẽ cho cái phần mở rộng là STKB. Còn đây là cái thư mục mà chúng ta sẽ lưu nó, các bạn chú ý nhé, cái này rất quan trọng luôn đấy. Vì chúng ta các bạn chú ý là khi mà chúng ta mà đây tôi vào cái thư mục này, tôi sẽ làm mai giao thảo ở trong chỗ này nhé. Đây này, thảo đấy nhé, đó tôi vào cái data đây. Thì các bạn lưu đâu, các bạn phải nhớ, rất nhiều giáo viên là lưu rồi sao nó không nhớ nằm ở đâu nữa, sao nó tìm tìm rất là mệt mỏi, lại không biết cái tiệp em lưu nằm ở đâu, em chả nhớ. Thế thì làm sao mà ấy, thì sao mà làm phần mềm được. Đây, phần mềm đây là cái kiến thức tối thiểu về tin học đây nhé. Rồi đây là bước 2. Bước thứ 3 thì chúng ta sẽ bên này, và máy của chúng ta chọn các cái khối, các cái loại trường, thì cái này dễ hiểu thôi, chọn tiểu học cho cơ sở hay cho tổng hai lần, hay là cấp 1 và cấp 2, hoặc là cấp 2 và cấp 3, hoặc là 1, 2, 3 gộp lại là một cũng được. Đấy, như chúng ta chọn xong một phần tiếp tục. Thì ở phần này chúng ta sẽ nên lựa chọn thêm môn học, là cái này tùy các bạn, không quan trọng đâu, các môn phụ hoặc là gì bố mẹ được thì chúng ta nhé. Thì đây là phần này, là phần mà phần mềm sẽ tự động nạp sẵn cho chúng ta các cái tên môn học, các môn học. Đấy, chúng ta đỡ phải nhập, còn không chúng ta vẫn nhập lại từ đâu cũng sao cả nhé. Thì đây là khi bấm vào đây thì máy sẽ tự động cho tạo ra các cái môn học mà có trong chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 rồi, chúng ta có thể mà chúng ta dùng. Còn chúng ta có thêm này, chúng ta có thể bổ sung thêm hay là xóa đi, tùy các bạn, rất là dễ dàng. Đây là cái bước ấy thôi, đây là cái bước gọi là được khởi tạo dữ liệu, tôi bấm nút kết thúc là xong. Thì khi đó thì phần mềm đã tạo xong và nó sẽ lưu đây này, nó ghi ở đây này. Để tôi một chút nhé, đây này, cái chuyện này nó bị rồi, đợi một tí đó, thì nó đây này, nó mở ra này, như vậy nó sẽ nó mở ra. Thì khi chúng ta mở rồi, khi chúng ta có thể nhập dữ liệu, chúng ta làm cái việc xong, chúng ta ghi lại này đó, ghi lại là còn chúng ta đang làm giờ, chúng ta có thể thoát ra, đóng lại hôm sau ta lại mở tệp. Nhưng có ba lệnh nhé, đóng tệp này, mở tệp và tạo mới, giống như ta mở một file doc, chúng ta mở ra, chúng ta soạn thảo ngửa chữ cũng được, chúng ta ghi lại, sau lại thoát ra, đóng lại, hôm sau lại mở ra. Đấy. Như vậy đây là nó làm công phần mềm công cụ, nó sẽ mở, đối tượng của nó là các cái tiệp STKB, và phần mềm này có thể cho phép chúng ta là mở, có thể đóng ra mở vào nhiều tiệp khác nhau, chứ là một giáo viên có thể ngồi một chỗ và xếp cho nhiều trường khác nhau, chứ mà không phải chỉ xếp cho một tiệp của trường mình. Thì rất nhiều giáo viên họ dòng, họ làm như vậy là họ làm thuê đấy, xếp thầy có biểu thuê cho các trường khác. Nếu bạn là cái người mà chưa thạo mà cấp quá rồi, thì các bạn có thể tìm giáo viên mà thạo rồi để nó thuê lại, các bạn bỏ ra ít tiền họ làm hộ các bạn cũng được nhé. Rồi thì đó là cái bước số 1. Bây giờ tôi sang bước số 2 là nhập dữ liệu đầu vào cố định cho thầy có biểu. Thì đây là cái lệnh mà chúng ta sẽ nhập một số các cái để tôi viết xong này luôn bên này nhé. Đây, tôi viết luôn dưới này nhé. Đó, để chúng ta hình dung nhé. Thì ở đây chúng ta sẽ tôi sẽ mô tả các bạn là nhập cái dữ liệu bước số 2 nhé. Để tôi viết số 2, bước số 2 là nhập dữ liệu đầu cấp đầu vào nhé. Nhập dữ liệu gốc. Thì cái phần này có khá nhiều các bạn ạ, có khá nhiều nhé, các bạn chú ý, thật ra không có gì khó cả đâu. Một này là nhập cái danh sách lớp. Đấy, danh sách lớp học thì các bạn có tên lớp học thôi nhé, 10A, 10B, 10C, 6A, 6B, 6C gì đó, hay là 3A, 3B, 3C. Cái phần mềm của chúng ta là có thể hỗ trợ cả cấp 1, cấp 2, cấp 3 nhé. Danh sách lớp học. Hai là danh sách giáo viên. Đấy.
tất cả cái này các bạn đừng ngại nhé. Một số người cứ bảo giáo viên em nhập giáo viên ngại quá, trường em có hơn 80 giáo viên cứ nhập ngại quá gì đâu ngại, chúng ta đừng ngại. Rồi cứ yêu cầu là muốn nhập nhanh từ Excel ra phần mềm có chức năng nhập từ Excel, nhưng mà chúng ta phải thao tác chứ. Không đơn giản, chúng ta là phải 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 mở một cái tệp ra Excel ra, chúng ta phải xác định đâu là cái cột, đâu là cái hàng tiêu đề, đâu là cái trường tiêu đề, đâu là cái cột tên giáo viên, đâu là cột mã giáo viên, nó phức tạp lắm, nhập tay cho nó nhanh nhé. Đó rồi là danh sách môn học, đây là cái mà cái môn học này là cái mà hầu như đã có ở trong phần trước nhé, đã có rồi nhưng mà chúng ta có thể sửa lại đấy. Tất cả các lớp học giáo viên môn học này đều là có thể là nhập rồi lại sửa, nhập lại xóa lại sửa thoải mái nhé. Rồi tiếp theo là gì, là cái danh sách là nhóm môn học đấy, cái này rất quan trọng nhé, nhóm môn học. Chữa tôi nhầm, tôi thấy nhiều khi mình cũng lũ lẫn luôn đấy nhé, không phải nhóm môn học là nhóm giáo viên rồi, không có khái niệm, không có khái niệm là nhóm môn học đâu, mà chỉ có khái niệm là nhóm giáo viên thôi nhé. Đây nhóm giáo viên nhé, cái này là cái rất quan trọng nhé, cái này quan trọng vì sao tôi sẽ nói sau, quan trọng thật sự nói luôn là vì sao, bởi vì là nhóm giáo viên thì khi chúng ta nhập giáo viên thì chúng ta sẽ nhập cái nhập các cái môn học, nhập cái môn học mà cái nhóm này phụ trách, như là nhóm văn, nhóm sử, nhóm địa, ví dụ như vậy nhé. Đó thì chúng ta chú ý. Tiếp theo nữa là gì, tiếp theo nữa là chúng ta sẽ gì, chúng ta sẽ nhập mà đây. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ nhập mà nhóm rồi nhé, chúng ta nhập các yêu cầu. Yêu cầu thì có hai loại yêu cầu, một là yêu cầu môn học, tức là yêu cầu sư phạm môn học ấy. Đấy, cái phần này nhập đúng một lần thôi là xong, nhập nhập một lần thôi, không nhập lần thứ hai đâu. Đấy, còn cái thứ hai là yêu cầu của nhóm giáo viên nhé. Nhóm giáo viên cộng với là từng giáo viên đấy. Thế đây chính là các cái công việc là nhập dữ liệu gốc nhé. Đó thì tôi xin phép được nói nhanh này, với lớp học thì chúng ta sẽ chú ý cái gì, với lớp học chúng ta chú ý là lớp học của chúng ta nó sẽ là có là nó có hai loại như sau, là lớp học chỉ học sáng, học một buổi tức là lớp chúng ta chỉ học sáng và chiều, hoặc là học học cả hai buổi, học cả hai buổi nhé. Và loại thứ ba là lớp 2B, tôi xin nói ngay bây giờ 2B nhé, nó có ba loại như này. Nhưng mà trên thực tế thì chúng ta chỉ học chỉ có cái loại này thôi nhé. Đấy. Thì thế nào là lớp 2B, thế nào là học một buổi, thế nào là hai buổi, thôi nó ngay bây giờ nhé. Đây khi chúng ta vào nhập một lớp học đây nhé, chúng ta chú ý là khi mà chúng ta nhập lớp học thì như sau, chỉ chú ý một một chút thôi cái chuyện đó nhé. Đợi tôi một chút, sao tôi không nhìn thấy con trỏ của tôi đâu nhỉ? Đây con trỏ ở đây. Đây nhé. Thì chúng ta vào cái lệnh là dữ liệu, và có đây dữ liệu có đây, lệnh nhập lớp này, đấy, nhập lớp nhé, nhập giáo viên này, đấy, nhập nhóm giáo viên này, nhập môn học này, đấy. Sau đó là các tính chất sư phạm môn học là đây, đó, sư phạm môn học ở đây. Rồi tiếp theo là nhập yêu cầu của nhóm giáo viên, yêu cầu của từng giáo viên, đó, được chưa? Đó là những phần cơ bản nhất. Thật ra ngoài ra phần mềm còn cho phép chúng ta nhập những cái loại khác nữa, ví dụ như là môn chuyên đề, tổ hợp môn, thông tin tổ hợp môn, chọn lớp tổ hợp môn, hay phân công phòng học mà qua nhé. Đấy thì đây là một số những cái mà nó thêm tôi cái này tôi sợ tôi không trình bày ở đây nhé. Nó liên quan đến chỉ dẫn phổ thông mới, thì phần này các bạn sẽ xem, các hôm nay tôi không có thời gian để nói hết đâu, chỉ một phần thôi, nhưng mà tôi nói phần chính thôi nhé. Dạ, Đây thưa thầy, cho em hỏi cái này một chút xíu thôi thầy. tôi hỏi đi. Dạ, đối với phần mềm VnIDO á thầy ạ, à, là Ừ. thầy cô đã nhập hết giáo viên, học sinh, môn học, phân công giảng dạy rồi, thì mình không cần nhập bước này không thầy, mình nhảy, mình bỏ qua luôn phải không Đúng thầy? rồi, đúng rồi, ừ. Dạ, em xin hết Ừ. rồi. Cảm ơn thầy. Bị nhập lớp đi, cho vào đây này. Nhập lớp nhá, thì đây là thì mặc định phần mềm số 2 danh sách lớp là lớp sáng và lớp chiều, chúng ta chú ý nhé. Phần mềm luôn có hai danh sách sáng riêng và chiều riêng, và chúng ta phải nhập cái lớp
hoặc là vào lớp sáng, hoặc lớp chiều, hoặc cả hai lớp, hoặc cả hai buổi. Thì bấm vào đây chọn đây nhé, cái lớp này. Vào đây chúng ta chọn này, đó. Chọn là hoặc là riêng sáng, hoặc riêng chiều, hoặc là cả ngày. Được chưa? Đó. Thì phần mềm luôn lưu hai danh sách là sáng và riêng. Tôi lấy ví dụ nhé. Trường chúng ta là lớp 10 học sáng, lớp 11 học chiều và lớp 12 là học cả sáng cả chiều. Tôi làm như sau nhé. Lớp 10 này. Tôi ghi đây là buổi sáng này nhé. Tôi viết là 10A này, tôi lấy ví dụ là 10B này, là 10C nhé, vân vân. Học có thể hơn nữa cũng được. Sau đó chúng ta đã chọn buổi sáng ở đây, chúng ta bấm nút là thêm. Máy nó sẽ đi vào đây. Đây là như vậy, đây là sáng này. Bây giờ tôi thử tiếp theo nhé, tôi thử đây, tôi chọn đây là chọn buổi chiều. Và tôi chọn đây là 11 nhé, 11A, 11B, 11C. Và chọn buổi chiều ở đây và bấm vào nút thêm. Chọn buổi chiều nhé. Bây giờ tôi chọn là 12 này, học cả sáng cả chiều này. Tôi viết là cả ngày này nhé. Cả ngày, và tôi viết là 12A này, 12B này, 12C này. Đó nhé, 12C nhé, 12C và bấm nút thêm. Nên nó vào đây này. Thì cái lớp nào mà học cả hai buổi thì nó sẽ hiện ra ở đây là có màu cái nền xanh như này. Còn chỉ có nền trắng là học riêng sáng hoặc là riêng chiều. Đấy, chúng ta chú ý nhé. Đấy. Và khi chúng ta chú ý, nếu chúng ta mà nhập lớp ấy, mà nhập lớp mà có số ở đầu như là 10A, 10B thì tự động máy nó sẽ bấm đây là nó thuộc cái khối lớp là cái khối 10 đây. Lớp 11 đây, nó sẽ chọn là thuộc khối 11 đây, 12 nó chọn 12. Một số nhà trường ấy là cái tên lớp ấy không bắt đầu bằng số. Một số một trường đấy, họ một số trường miền núi họ không viết này. Họ chỉ viết là lớp A1, lớp A2 thôi. Thì chúng ta phải ghi rõ nó thuộc cái khối nào nhé, thuộc khối nào nhé. Chúng ta chú ý ở đây nhé. Đấy. Thì chúng ta chú ý như vậy. Nếu mà chẳng may mà nó bị mờ này, bấm này này, thì chúng ta phải bấm lại nhé, 12B này, chúng ta phải bấm lại. Chúng ta phải bấm lại vào chỗ này nhé. Đó. Bấm lại xong đúng lúc cập nhật là xong. Đấy, chúng ta chú ý nhé. Sau này chúng ta có thể là xóa lớp. Đấy, xóa lớp đây. Đấy, xóa lớp. Bấm nút 12C, ta xóa lớp 12C là bấm là xóa nhé. Đó. Hoặc chúng ta có thể là thay đổi thứ tự các lớp hiện diện trong danh sách. Đó. Ví dụ như vậy nhé. Thì các bạn chú ý có thể làm thêm thôi. Ở đây có thêm rất quan trọng, có thêm một cái cụ thể rất quan trọng là cái vị trí lớp. Đấy, chúng ta chú ý nhé. Cái này nè, đa số các nhà trường chúng ta là nên có một vị trí thôi. Nhưng mà một số trường miền núi, một số trường to là nó có 2-3 vị trí đấy. Thì chúng ta bấm vào đây chọn. Thì mỗi một lớp này, lớp 12C này nằm ở vị trí nào thì bấm vào đây. Đấy. Phần mềm cho phép chúng ta là một trong một nhà trường chúng ta phần mềm hỗ trợ là cho phép là nhập là 10 vị trí. Cho phép là một trường là có tối đa là 10 vị trí. Hay là 10 gọi là 10 điểm trường ấy. Thì điểm trường có nghĩa gì? Điểm trường có nghĩa là như sau. Phần mềm khi xếp theo biểu sẽ không bao giờ xếp một giáo viên dạy tiết 1 ở một điểm trường này, xong tiết 2 lại sang điểm trường khác, thì phần mềm không cho phép như vậy. Nhưng mà cho phép là buổi sáng dạy ở điểm trường 1, sang buổi chiều dạy điểm trường 2 thì được. Nhưng mà trong một buổi thì không cho phép là chuyển địa điểm lung tung, vì có thể rất xa, chúng ta không thể nào mà di chuyển từ địa điểm đến địa điểm khác được. Chính đó là cái vị trí này là quan trọng. Một số người không biết là cứ bấm lung tung vào đây là xong nó loạn hết cả lên, rất là nó thấy nó báo lỗi lung tung, rồi nó báo nó không xếp được, là một phần là vì cái này đấy nhé. Đấy. Thì như vậy là chúng ta chú ý là ở trường chúng ta về mặc định nhé, là phần mềm cho phép là mỗi một lớp học có thể học hoặc là chỉ sáng, hoặc là chỉ buổi chiều, hoặc là cả sáng cả chiều, được chưa? Thì như vậy nhé. Thế thì khi xong rồi chúng ta bấm nút cập nhật và chúng ta bấm nút đóng lại thôi. Ở đây thì nói thêm một chút nữa để chúng ta. Như vậy là thế nào là học một buổi, học hai buổi chúng ta biết rồi nhé. Thì cái chỗ này tôi nói rất quan trọng này, các bạn chú ý nghe nhé. Về mặc định nhé, mặc định này. Mặc định thì cái trường của chúng ta, cái trường mà chúng ta tạo ra cho phần mềm nó là tôi gọi là trường bình thường nhé. Bình thường tức là gì? Tức là lớp học chúng ta học là một buổi và hai buổi. Được chưa? Với cái này thì chúng ta chú ý là lớp bình thường này là thì phân công chuyên môn sẽ là sáng riêng, chiều riêng. Ta cái này phân công chuyên môn nhé. Phân công chuyên môn
phân công chuyên môn là sáng chiều riêng nhé, sáng chiều riêng. Rồi, đó là mặc định chúng ta là như này nhé. Thế bây giờ ngoài ra này, ngoài ra thì hiện nay thật ra Việt Nam ở đây Việt Nam có một số trường, số lượng là rất ít thôi, không có nhiều. Tôi cảm giác là cả cái, ở Việt Nam này cái số trường đặc biệt này chỉ đếm giờ ngón tay thôi, là mà tôi gọi là cái đặc biệt như sao, đặc biệt tôi nói thêm để chúng ta hình dung nhất, cái này là cái rất quan trọng, đặc biệt là cái loại trường là cái loại trường tôi gọi là trường 2B hay là lớp 2B. Lớp 2B là cái lớp gì, tôi xin phép được định nghĩa nhé. Thế nào là trường 2B? Trường 2B hay lớp 2B là cái trường nó không phải là bình thường. Đây chúng ta là trường bình thường nhé. Bình thường này. Trường 2B là trường gì? Là trường như thế này. Tôi xin phép được nhanh cho chúng ta nhé. Cái này nó thêm. Thế nào là trường 2B? Trường 2B là trường như thế này. Trường 2B là trường mà thỏa mãn hai điều kiện sau đây này. Là thỏa mãn hai điều kiện sau nhé. Hai phải thỏa mãn hai điều kiện sau rất quan trọng. Điều kiện 1 là tất cả các lớp nhé, tất cả các lớp đều học 2 buổi. Đều học 2 buổi. Đấy. Và 2 là trường đó là không phân biệt sáng chiều. Không phân biệt sáng chiều, coi như chỉ có chung một cái bảng phân công giảng dạy. Bảng phân công giảng dạy chuyên môn đấy cho cả ngày. Hay là nôm na chúng ta hiểu cái lớp 2B là trường 2B là cái trường mà học một buổi thôi, mà một buổi đó một cái buổi đó là dạy cho 10 tiết. Nôm na như vậy nhé. Đấy thì hiện nay là chúng tôi đang cố gắng để hỗ trợ hoàn toàn cho cái mô hình 2B, nhưng vẫn chưa hoàn toàn đâu. Có lẽ phải sang cái bản 5.0 thì mới là hỗ trợ 100%. Còn cái bản này thì tôi làm như sau nhé. Hiện nay cái bản 4.0 tôi đã hỗ trợ gần hoàn toàn rồi nhưng vẫn chưa hết nhé. Từ như sau này. Hiện nay như sau nhé, các bạn chú ý, nếu trường các bạn mà như này nhé thì các bạn làm như sau, nó nhanh để chúng ta hình dung nhé, để chúng ta có chuyện này không, một số bạn cứ thắc mắc cứ hỏi nhé. Thì các bạn làm như sau, nếu mà trường các bạn là trường này này, cái trường này là trường nào, tôi xin nói luôn này, trường nào đây chỉ là một cái vài trường mà nó áp dụng mô hình quốc tế hoàn toàn, bắt chước bọn Tây, bắt chước Mỹ, bắt chước nước ngoài, vì nước ngoài nó lạnh mà. Nước ngoài nó lạnh cho nên nó học một liên tục, nó không có chuyện nghỉ trưa như mình. Không, nghỉ trưa nó nghỉ một tiếng đồng hồ thôi, nghỉ nửa tiếng nên học liên tục. Nó dậy lạnh, dậy muộn hơn. Nó học từ 9 giờ sáng cho đến 3 giờ chiều chẳng hạn, học liên tục một cái ngày như vậy, là một cái buổi như vậy, nó một buổi là 5 tiết hoặc là 6 tiết hoặc là 7 tiết hoặc là 10 tiết. Thì đó là mô hình nước ngoài quốc tế. Thì Việt Nam hôm nay có một số trường là nó mà cái trường là nước ngoài đầu tư và hay là bắt chước ở nước ngoài thì làm hệt như vậy. Rất ít trường ở Việt Nam mà lại bắt chước cái mô hình này. Vì ở Việt Nam chúng ta là cái mô hình là nước là nhiệt đới gió mùa, cho nên là sáng riêng và chiều riêng, buổi trưa phải nghỉ dài và phải có ngủ nghỉ, không có chuyện là học liên tục qua trưa. Cho nên là mà hiện nay bộ đào tạo của chúng ta, chương trình giáo dục mới cũng là chỉ phân công một lớp, maximum một khối lớp là dạy học 30 tiết thôi, tức là trong một buổi là xong về mặt lý thuyết nhé. Còn chúng ta có thể dàn sang sáng chiều riêng, nhưng mà sáng riêng sáng chiều vẫn là hai cái phân công chuyên môn là khác nhau. Thì hiện nay là như sau này. Hiện nay nếu mà trường các bạn mà thỏa mãn cái điều kiện này nhé, là lớp là trường 2B, thì chúng ta làm như sau. Một là chúng ta là nhập các lớp, tất cả các lớp đều học hai buổi. Đấy. Và thứ hai là chúng ta là nhập cái phân công chuyên môn là chúng ta vào cái lệnh là gì, hoặc là chúng ta là nhập phân công giảng dạy bình thường theo hai buổi, tức là chúng ta cũng nhập sáng riêng và chiều riêng, nhưng mà nó không thật là chúng ta cứ nhập bình thường thôi, chúng ta cứ phân công tạm ra thành hai buổi bình thường, sau đó chúng ta là xếp bình thường, sau đó chúng ta sẽ theo hai buổi bình thường, sau đó chúng ta là xếp bình thường, xếp tiết 100% nhé,
như hai buổi bình thường, như hai buổi. Sau đó chúng ta vào cái lệnh là tinh chỉnh. Tinh chỉnh 2B để mà tinh chỉnh 2B để mà tinh chỉnh dữ liệu nhé. Tôi quên mất, để mà tinh chỉnh sáng chiều chung là một nhé. Đấy. Thế này chúng tôi chỉ hỗ trợ như này thôi. Cái lệnh này là lệnh mình lúc 2B là tôi nói sau nhé. Đó. Còn nay chúng ta hiện nay chúng tôi vẫn chưa làm được cái việc là gọi là thực sự là nó gọi là gì là nhập khung giảng dạy mà chung cả hai buổi sáng chiều là chưa có nhé. Thì tôi nghĩ là cái bản 5.0 là nó sẽ hỗ trợ hoàn toàn cái này. Thì nói thêm một chút nhé, nhưng mà cái số lượng trường thỏa mãn cái điều này là vô cùng ít. Thì Việt Nam tôi nghĩ cái số lượng nhà trường mà có yêu cầu như này đếm như ngón tay ở cả Việt Nam. Hay là cả Việt Nam chúng ta là có bao nhiêu trường, là có khoảng theo tôi biết là khoảng hơn 30.000 trường ở Việt Nam mình, nhưng mà số lượng trường mà là quốc tế hoàn toàn như này thì rất là ít nhé. Rồi như vậy là tôi nói cho em hỏi một chút được không ạ? Ừ, em hỏi đi. Được không? Trường em thì có 18 lớp, 14 phòng ấy ạ. Thì là có sắp xếp theo điều kiện là các lớp đều học, nhưng mà không có lớp nào được nghỉ cả ngày. Thế là có 3 buổi một tuần thì có 3 buổi học cả ngày và 3 buổi học nửa ngày ấy ạ. Thì 3 buổi là sáng chiều tối ấy ạ? Thì là 3 ngày học 3 ngày học 2 buổi và 3 ngày học 1 buổi. Không sao cả. Rất dễ dàng mà. Thì các bạn đã thả rồi, các bạn thả phần mềm rồi, các bạn có thể là chú ý mà. Hiện nay là theo này nó luôn rồi. Hiện nay là theo quy trình phổ thông mới của chúng ta ấy, thì vẫn là gì là phân công chuyên môn cho theo của bộ ấy, vẫn là trưởng ban mới biết thôi. Nhưng vậy vì mà lý thuyết tôi nói thì tất cả các trường kể cả tiểu học nhé vẫn học một buổi thôi, nhưng mà hiện nay tất cả các trường đều vận dụng là gì là chúng ta vẫn học hai buổi, nhưng mà ví dụ là sáng này học chính, chiều là các môn học thêm hoặc tăng ca, hoặc là các môn phụ, hoặc là chúng ta phân bổ ra sáng học một số tiết, chiều học một số môn, giữa sáng học toán lý hóa, chiều là học thể dục tin học, hoặc là ngược lại tùy các nhà trường phân công. Hiện nay chúng ta rất thoải mái vì chúng ta trong cái chương trình chính chúng ta chỉ có 30 tiết thôi, còn chúng ta lại có hai buổi để chúng ta phân công cho thoải mái. Chứ cái việc phân công là việc rất quan trọng nhé. Phân công là cái việc rất quan trọng, phân công chuyên môn ấy là việc quan trọng. Được chưa? Được rồi, bây giờ tôi sẽ và chúng ta mất thời gian quá. Bây giờ tôi xin nói sang cái lệnh tiếp theo là chúng ta sẽ em nhận sự nhập lớp rồi. Thì chúng ta sẽ nhập giáo viên nhé. Đây, nhập giáo viên ở đây, chúng ta chú ý nhé. Cứ bây giờ tôi xin mở khác, tôi nhập lại là bây giờ tôi xin đóng lại. Tôi chọn xem lệnh đóng nhé, để tôi vào hệ thống này, tôi đóng lại này. Tôi ghi đây là bấm nó ghi này, ghi dữ liệu này, xong tôi đóng lại này. Tôi đóng lại, không sẽ là hỗ trợ hoàn toàn. Đây là đóng tổ chương trình, đóng này này, đóng tệp nhé, đóng tệp. Và đây là mở tệp. Để tôi mở tệp ra, tôi mở một tệp khác, để tôi mở tệp bất kỳ ở đây ra đây. Trên máy tính tôi có rất nhiều file khác nhau này, các file có các trường khác nhau gửi cho tôi này. Đấy, tôi mở ra xem. Đấy. Bị tôi mở ra mới rồi, nó mở ra một cái tệp mới này nè. Bị tôi xem nhé, đây. Tôi nhập giáo viên này. Đó. Thì các bạn chú ý cái nhập giáo viên nhé. Thì giáo viên chúng ta chú ý là chúng ta chỉ nhập là tên và mã riêng. Đấy. Thì tên có thể trùng nhau nhưng mã là phải khác nhau từng đôi một, và chúng ta sẽ quan sát chính là cái mã này này. Đó, cái mã này quan trọng này. Cái mã là cái mã phần mềm dùng nó để làm cái ID đấy, là nó phải khác nhau từng đôi một để nó ghi vào thẻ có biểu. Còn tên trùng nhau, như có hai ông đều là Đinh Thị Minh cả, thì có hai chị, thì cho có hiểu với ta ký hiệu cái mã là một người là Minh 1, người là Minh 2, hoặc là Minh Toán, hoặc là Minh Văn, thì chúng ta lựa chọn nhé. Thì mặc định khi chúng ta gọi một tên bất kỳ vào đây thì mặc định tôi này, tôi ta gọi chữ Bùi này, Việt này, Bùi Việt Hà này, thì phần mềm tự động chọn cái mã như tên. Đấy. Còn khi tôi là Bùi Việt Hà, nhưng mà Hà đây là Hà Toán, tôi viết đây là Hà T chẳng hạn, thì mình nghĩ đây là Hà T là chính là Hà Toán, và chúng ta bấm nút là thêm, nó sẽ thêm vào đây. Đó, chúng ta chú ý nhấn thêm, nó sẽ thêm vào cuối danh sách. Đây, cuối danh sách đây này. Đó,
Còn nếu mà sau này khi ta nhập vào nó có thể hơi hơi loạn hơi hơi loạn lên, và sau này tôi muốn sắp xếp lại nhé. Và thì chúng ta có thể dùng cái lệnh này để tốt nhất chúng ta điều chỉnh. Tôi muốn sắp lại cho tao các giáo viên cùng một nhóm nó ở cạnh nhau, thì tôi sẽ dùng cái lệnh này. Vì tôi muốn cho cái ông Hà này lên, tôi bấm nút Hà này cho lên này, cũng là cho lên lên này, nó sẽ lên này, nó lên, thấy không? Chúng ta bấm nút lên nó xuống được cái này đó, lên nó xuống thì sẽ xếp lại theo tự theo ý muốn của chúng ta. Còn cái lệnh này này là nó xếp theo thứ tự từ điển nhé, từ điển, nhưng mà chúng ta không dùng, hầu hết chúng ta sẽ sắp xếp theo từng nhóm chuyên môn. Ví dụ như là cái tổ văn là ở trước, tổ toán, tổ lý, để sau này khi ta in ra thứ biểu thì cái tổ toán tổ văn nó sẽ tách riêng ra nhìn nó đẹp hơn, lấy được như vậy nhé. Đó thì đó là giáo viên thì dễ rồi. Bây giờ tôi đóng lại và tôi sang cái vẫn tiếp theo là chúng ta nhập lại xem lại và nhập cái môn học. Đây thì môn học như sau, thì nó hơi chúng ta nó có cái mã môn và tên môn. Đấy. Thật ra là tên môn về mặt lý thuyết tên môn có thể là giống, có thể cũng nên 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 là khác nhau, nhưng phần mà tính nó sẽ coi là cái mã môn là quan trọng nhất. Thì chúng tôi quy định như sau này, cái mã môn là theo chúng tôi quy định là in hoa và có maximum là 4 ký tự thôi, còn tên môn thì ra chúng ta thoải mái. Vì sao là phải để ngắn như vậy? Vì khi chúng ta in ra thì có biểu thì cho in cái mã môn thôi, không in tên môn. In tên môn nó dài quá, không đủ chỗ để hiện ra trên màn hình đâu. Cho nên chúng ta dùng cái mã môn là cái quan trọng. Chúng ta quan sát trên cái mã môn này. Được chưa? Được rồi. Tiếp theo là khi chúng ta nhập cái môn học như vậy thì chúng ta sẽ có cái thông tin, ví dụ như chúng ta phân bổ cái môn này cho khối nào này. Môn tự nhiên hay là môn xã hội này. Môn chính hay là không không chính này. Bấm này là môn chính nhé. Bỏ ra này. Hay là môn tổ hợp. Tổ hợp là cái gì? Là cái môn này là cái môn mà nó chỉ có tạm thời thôi. Cái này nó có trong cấp 2 thôi. Cấp 2 nó có hai cái môn là môn môn xã hội và môn tự nhiên ấy. Thì môn xã hội là môn ghép của hai môn là sử địa, còn môn tự nhiên là ghép của ba môn là lý hóa sinh. Thì thực ra nó không quan trọng lắm cho cái môn tổ hợp này này. Thì chúng ta bấm cái môn và bấm tổ hợp thì nó sẽ phải hiện ra là tổ hợp của những môn gì. Đấy. Thì chỗ này là chỗ mà để phòng sau này nhé. Cái này là cái quan trọng chú ý, trừ cấp 2 thôi. Ví dụ như chúng ta chọn cái môn tổ hợp là môn là khoa học xã hội, môn khoa học tự nhiên chẳng hạn, lý hóa sinh, thì sau này khi in ra thì có biểu chúng ta có thể đặt lại. Nếu chúng ta một tuần chúng ta có ba tiết khoa học tự nhiên chẳng hạn, thì chúng ta đặt chúng ta muốn là tiết thứ hai, tiết hai ngày thứ hai sẽ đặt đổi tên là thành môn lý, tiết ba ngày thứ ba sẽ đổi tên là thành môn sinh, tiết bốn ngày thứ bảy sẽ đổi tên thành môn hóa, ví dụ như vậy. Thì ý nó là như vậy thôi. Còn tôi thì biết hiện nay là các trường sư phạm đã bắt đầu mở các cái khoa, không phải là khoa lý hóa sinh mà là khoa tự nhiên, thì giáo viên tự nhiên là dạy toàn bộ cả ba cái phần lý hóa sinh đó. Chứ cái phần mà hiện nay nó còn đang tranh chấp là môn tổ hợp ấy, là rất nhiều người đang tranh cãi là nó chỉ mang tính tạm thời thôi. Sau 3-4 năm nữa là giáo viên cũ sẽ phải nâng cấp lên hết thành môn giáo viên tự nhiên, giáo viên xã hội. Còn các trường sư phạm ra là dạy chung là luôn nhé. Thì các bạn chú ý là khi mà chúng ta nhập môn học này thì một thông số rất quan trọng là thông số là số phòng học của môn. Đây này, cái này mục định là 150 này. Thì chúng ta chú ý nhé, đây chính là cái số phòng học dùng để hạn chế cái số giờ tiết dạy trong cùng một thời điểm. Ví dụ tôi lấy ví dụ là môn tin chẳng hạn nhé, tôi lấy môn tin đây, bốn môn tin đây nhé, chọn cái số này là 2 thì là sao? Thì là tại một thời điểm chỉ có 2 lớp tin học thôi. Như vậy là gì? Nếu mà trường chúng ta có 2 phòng tin thì bảo đảm rằng bất cứ một giờ tin học nào giáo viên có thể đưa học sinh xuống phòng học phòng tin học để học thực hành hoàn toàn yên tâm, không sợ có chuyện là chúng ta chỉ có 2 phòng tin thôi mà cả ba lớp tin đều muốn vào thực hành tin thì nó sẽ không thể được. Đây là một cái thông số tin cũng đơn giản thôi nhưng mà nó là quan trọng. Được chưa? Rồi. Ngoài ra tôi thêm một chút, nó thêm một chút thôi, nó cái này cũng nó ngoài lề đấy nhé. Có lẽ tôi sẽ sau này tôi có những cái buổi riêng nói về cái chuyên đề cho cấp 3 này. Thì về chuyên đề mà nói như này nhé, thì theo lý thuyết ấy thì mỗi học sinh trong nhà trường sẽ được phép chọn học 3 chuyên đề trong tổng số là có 15 hay 16 cái chuyên đề. Chúng ta chú ý như vậy nhé. Thì ở chỗ này thì có rất nhiều cách chúng ta sẽ thiện như đây. Nếu mà thông thường ấy, tôi mặc định nhé, thì các lớp mà nhà trường sẽ phân bổ, lớp 10A này
học chuyên sẽ học chuyên đề toán, hóa và tin. Lớp 10B sẽ học chuyên đề là lý, sử và địa, tôi lấy ví dụ như vậy nhé. Thì chúng ta sẽ em thì mặc định chúng tôi đưa vào các lớp, các môn học có ba cái môn là môn chuyên đề 1, chuyên đề 2, chuyên đề 3. Đấy. Và sau này chúng ta sẽ mặc định chúng ta hiểu à như vậy cái chuyên đề 1 này ở lớp 10A nó sẽ là môn gì? Lớp 10B nó sẽ là môn gì? Lớp 10C nó sẽ là môn gì? Lớp chuyên đề 2 là cái gì? Đấy. Thì với cái cách này thì trên màn hình của mình chúng ta nó hiện lên là chuyên đề 1, chuyên đề 2, chuyên đề 3 thôi. Còn chúng ta sẽ có thêm một cái phụ lục nữa mô tả à lớp 10A chuyên đề 1 là lý, chuyên đề 2 là hóa, chuyên đề 3 là sử, thì cái đó nó gọi là tổ hợp môn, là cái tổ hợp chuyên đề. Đấy, thì phần đó cái phần thì chúng ta sẽ sao chúng ta gán là như vậy cái tổ hợp A sẽ là lý hóa sinh, tổ hợp A này sẽ dành cho lớp 10A, 10B, 10C, tổ hợp B là gì đó sẽ gán cho lớp 10E, 10G, 10H, lĩnh vực như vậy. Thì nhưng mà trên thấu biểu chúng ta sẽ ghi rõ là chuyên đề 1, chuyên đề 2, chuyên đề 3. Còn cách là cách 1, cách thứ hai chúng ta xóa cái đi, chúng ta xóa ba môn đi. Và chúng ta tạo thêm các môn học mới. Có tên là chuyên đề văn, chuyên đề sử, chuyên đề hóa, chuyên đề lý, chuyên đề tin. Và như vậy chúng ta gắn trực tiếp cho từ một lớp học, một lớp 10A sẽ học là chuyên đề tin, chuyên đề sử, chuyên đề hóa. Ok, lúc vừa dẫn như mình làm môn học như bình thường thôi. Thì cái đó thì khái niệm chuyên đề sẽ không còn ý nghĩa nữa. Nó sẽ là cái môn gọi là môn thêm các môn học nữa. Thêm 16 môn nữa là môn chuyên đề văn, chuyên đề sử, chuyên đề lý vân vân. Được chưa? Thì chúng ta chú ý đây là có hai cách, phần này nó hơi sâu một chút nhưng mà thôi được, tôi nó nhanh như vậy thôi, còn chúng ta sẽ không có thời gian để chúng ta hôm nay chúng ta không phải là tôi không có định là nói sâu về cái này nhé. Đó thì đó là alo thầy ơi, đó là môn học. Cho em hỏi một chút về cái môn học nhá. Ví dụ như là cái môn tổ hợp ấy thì bây giờ em như là môn khoa học tự nhiên đấy có văn sử địa ấy. Thì bây giờ khi mà cái phân công giảng dạy ấy, thì cái môn tổ hợp đó có 2 đến 3 giáo viên dạy. Thì khi mà cái phần phân công giảng dạy ấy, thì là cái môn tổ hợp thì bây giờ hệ thống chỉ đang nhận cho một giáo viên thôi, không đưa thêm giáo viên khác vào dạy. Cho nên bọn em đang không xếp được. Đúng thế. Hiện nay là theo lý thuyết của phần bên thường phát biểu của tôi thì là mỗi môn học chỉ có một giáo viên dạy thôi. Không cho phép là 2 giáo viên. Cái này chúng tôi đang suy nghĩ ra nên làm thế nào cho 2 giáo viên dạy, rất là khó, chỉ có 1 giáo viên thôi, nếu để 2 giáo viên là nó rất khó luôn, làm cho nó rối rắm hết tất cả chương trình lên. Nên mới để 1 thôi. Thì các bạn này phải để 1 thôi, không cách nào khác cả nhé. Thì chỉ mà sau này khi mà chúng ta muốn muốn chi tiết hơn là ví dụ như là vẫn là 1 giáo viên đó, vẫn là cái môn đó thì thứ hai môn giáo viên A, thứ ba môn giáo viên B, thứ năm giáo viên C chúng ta sẽ phải làm thêm một thao tác nữa. Chúng ta gọi là chi tiết hóa, nó gọi là tỉ mỉ ra đấy, cái này hơi khó hơn một chút, tôi sẽ nói sau nhé. Và bao nhiêu tí thầy hướng dẫn tôi đấy. Cái này rất là phức tạp, nó không dễ, nhưng mà rất lúc đấy là phải người rất hiểu sâu về phần mềm rồi thì mới làm được. Chứ người mới là rất lúng túng. Cho nên là tôi khuyên là các bạn cứ tách thừa thầy ba môn cho dễ đi. Tách thừa thầy hai môn là ba môn là môn lý hóa sinh đi. Phân công cho ba người. Cái này từ đó tiếp chúng ta cứ tách thành ba môn là lý hóa sinh đi, và sau đó chúng ta sẽ sửa một chút, chúng ta sẽ in ra đổi hết tên, đổi lại hết tên là lên khoa học, là khoa học tự nhiên hết, nhưng mà tên giáo viên nó sẽ là khác nhau nhé. Cái đó với đó thì sau tôi nói sau. Do là cái các trường ở trên EDU ấy thì là cái môn ở trên EDU thì lại tên môn là môn tổ hợp thôi chứ không tách được. Sao không tách được? Chúng tôi tạo thêm môn đi. Chúng ta tạo thêm môn tên, lý tên môn ở trên tạo tên môn ở trên vâng tên môn ở trên EDU thì là để là một tên môn thôi. Không, em trong phần mềm này chúng ta được phép để chúng ta vào môn học nhá. Tha hồ bấm nút thêm này, tha hồ mà làm thêm gì nữa. Mà này bây giờ hôm nay đây có chuyên đề 1, chuyên đề 2, tôi tạo thêm môn này. Tôi tạo môn là chuyên đề văn thoải mái nhé, này chuyên đề văn này. Chuyên đề văn tôi viết là chuyên đề văn như này, là chuyên đề văn nhé, đây chính là môn là chuyên đề văn thoải mái, thêm mới thoải mái mà. À, tức là em đồng bộ cái dữ liệu phân công giảng dạy từ EDU sang, sau đó thì em lại chỉnh sửa lại cái này, môn là chuyên đề văn nhé. Chuyên đề văn này đấy, bấm nút vào nó là môn là môn xã hội anh em, bấm nút thêm nó sẽ vào đây, nó sẽ vào luôn này, thấy nó vào luôn chuyên đề văn như này, thêm thoải mái mà. Thì môn học này chúng ta thêm mất thoải mái nhưng mà được chưa? Đấy, thêm mà. Vâng, tức là thêm thì em biết thêm rồi, nhưng mà thêm xong thì em sẽ cập nhật lại cái phân công giảng dạy ở trên STKB phải không ạ? Đúng thế, ừ, tất nhiên rồi. Vâng, ok. Đơn giản mà, ừ, nhé.
Rồi, bước tiếp theo là chúng ta sẽ nhập nhóm giáo viên. Đấy, thì sao? Ở đây là các cái nhóm giáo viên đây, chúng ta tạo ra cái nhóm. Thì mỗi nhóm như vậy, chúng ta sẽ bấm nút này để ta chuyển. Đây là sách toàn bộ giáo viên nhà trường nhé. Đây là cái sách thành viên nhóm này, đó. Và mỗi nhóm như vậy chúng ta sẽ tích vào cái môn học mà nhóm dạy, nhóm vật lý nhé, dạy môn vật lý, và nói chung chúng ta thêm mà môn sinh hoạt nữa. Sinh hoạt là môn chủ nhiệm. À, tôi nói lại cái về cái môn học nhé, tạm lại một chút nhé. Riêng trong cái môn học chúng ta chú ý đây này, cái môn học tôi quay lại cái này rất quan trọng. Ngoài quan trọng là cái số học của môn là quan trọng này, ngoài ra các bạn chú ý nhé, trong sách của chúng tôi thì bao giờ cái môn số 1 là môn sinh hoạt chúng ta không xóa đấy nhé. Vì phần mềm của chúng tôi sẽ coi cái sinh hoạt là cái môn bắt buộc, là môn tương ứng với là chủ nhiệm. Chúng ta chú ý nhé, là môn chủ nhiệm. Cho nên đối với chúng tôi không bỏ cái này, các bạn chú ý là không bỏ cái này, không xóa đi môn sinh hoạt nhé. Và nó cũng luôn một ý là luôn nhé, là môn trải nghiệm, môn giáo dục trải nghiệm ấy, thì nó sẽ phân bổ cho một tiết vào môn sinh hoạt. Chứ nếu mà trong này mà các bạn có một cái môn là môn trải nghiệm ấy, thì các bạn sẽ phân bổ như trong trải nghiệm chúng ta hiện nay, theo tôi biết trải nghiệm chúng ta là có 3 tiết, thì chúng ta sẽ phân bổ vào sinh hoạt là 1 tiết, còn lại 2 tiết ở vào cái môn trải nghiệm. Các bạn chú ý nhé, đây là cái mẹo thôi, nhưng mà vì chúng tôi quyết định là mặc thứ các nhà trường nó yêu cầu như vậy, yêu cầu là chúng ta không bỏ môn sinh hoạt. Rất nhiều trường các bạn cứ bỏ ra sao nó cứ loạn hết cả lên, vì không biết sinh hoạt chính là cái môn mà quy định giáo viên chủ nhiệm sẽ làm cái người làm sinh hoạt ở trên lớp như vậy nhé. Tức ở trong phần của tôi thì là giáo viên chủ nhiệm là gì, là giáo viên được dạy môn sinh hoạt. Chúng ta chú ý nhé, ở trong phần của chúng tôi nhé, trong phần của chúng tôi thì như sau này, tôi viết thêm này cho chúng ta nhớ này. Thế nào là giáo viên chủ nhiệm? Đấy, là cái gì, là tương đương với này, là giáo viên dạy sinh hoạt, dạy cái môn sinh hoạt. Chúng ta nhớ nhé. Đấy, cho nên là sinh hoạt nhé, sinh hoạt là cái môn rất quan trọng trong phần của chúng tôi, chúng ta không bỏ nhé. Sinh hoạt là một cái môn học quan trọng, chúng ta chú ý nhé. Rất nhiều bạn là như nhà trường là không chưa quen, mà là xóa môn sinh hoạt đi, là sau này phần mềm không biết đâu là không biết ai là chủ nhiệm nhé. Mà cái môn trải nghiệm, trải nghiệm môn mới của trình mới, chúng ta sẽ phân bổ vào một tiết vào sinh hoạt nhé, chúng ta chú ý nhé. Rồi, bây giờ tiếp theo nữa, tôi thêm một chút nữa nhân tiện đây. Chào cờ, rất nhiều trường là không biết lại thêm môn chào cờ. Chào cờ không là môn học, chúng ta chú ý nhé, không là môn học. Vì chẳng cái môn học là môn chào cờ. Chào cờ tôi chỉ là cái tiết để toàn trường xuống tập trung ở dưới sân trường để ông hiệu trưởng gọi là hiệu trưởng hay hiệu phó là chỉ đạo cho toàn trường, hoặc là hôm đó là mời quan khách đến để chúng ta làm cái lễ gì đó, hoặc là làm cái lễ gì đó trong cái buổi chào cờ ca nhạc hay là vân vân. Nhưng mà chào cờ của chúng tôi không là môn học, nó là một cái tiết học đặc biệt. Tôi sẽ nói sau, các bạn chú ý nhé, cái chỗ này chỗ rất quan trọng với rất nhiều nhà trường. Tất nhiên bạn khi chúng tôi xem cái thư biểu của các bạn ấy, các bạn đã tạo thêm cái môn học chào cờ làm cho nó rối tinh rối mù lên. Vì đã môn học thì phải có người dạy. Như vậy suy ra chúng ta phải phân công lớp 10A là chào cờ do là cô A dạy, lớp 10B chào cờ là do cô B dạy, nó rất lung tung, nó rất là loạn lên. Chào cờ không phải là môn như vậy, không phải là cái môn học mà nó có kiểm tra đánh giá cái gì cả, nó là một cái tiết, là một tiết gọi là sinh hoạt chung cho toàn trường, nó là một tiết đặc biệt nhé, không phải là môn học. Chỗ này các bạn nhớ chú ý nhé, chỗ này chỗ rất chú ý quan trọng này. Đấy, rất nhiều nhà trường là lầm lẫn cái này nhé. Đấy, chú ý. Một số nhà trường lại xóa đi môn sinh hoạt, đáng nghĩa là môn học quan trọng lại xóa đi, rồi là chào cờ lại thêm cái môn chào cờ vào, làm cho nó sai cái định nghĩa thế nào là môn học, thế nào là thích chào cờ. Được rồi, về tiếp theo cuối cùng là tôi nói sang cái hai cái lệnh rất quan trọng, là cái lệnh là nhập cái yêu cầu của môn học và yêu cầu của giáo viên. Vì môn học thì chúng ta chỉ nhập một lần thôi, chúng ta vào lệnh tính chất môn và chúng ta nhập thì như sau. Đầu tiên nó ra một cái màn hình gồm có là 15 cái thuộc tính của hay là cái dạng mục của môn học. Chúng ta bấm vào đây, sau đó chúng ta sang màn hình thứ hai là nhập cái phạm vi của cái dạng mục đó cho cái lớp nào, và cả như vậy cho tất cả các môn học. Thì ở đây chúng ta thấy nó chỉ có một vài cái quan trọng thôi. Có một cặp tiết xếp liền, đây là cái thuộc tính
được cái ràng buộc thường dành cho lớp môn văn và môn toán là hai cái môn mà nó có nhiều tiết ấy, thì dành có tiết sinh liền để người ta kiểm tra đánh giá, kiểm tra hai tiết lấy được như vậy nhé. Hoặc là một số trường chuyên ấy thì cái môn chuyên nào thì có cái tiết hai tiết sinh liền ở môn đó, như là chuyên văn à chuyên sử thì có hai tiết sử liền nhau, chuyên địa có hai tiết địa liền nhau nhé. Như là cái một là hay dùng là hay có này. Như môn 3, tiết 3 là cái số 3 là hay có là chỉ học một tiết một ngày. Đa số các môn học đều có cái ràng buộc là chỉ học một tiết một ngày thôi, cho nên chứ một học hai tiết một ngày thì nó hơi xấu cho có biểu. Nhưng mà không sao cả, nhưng mà cái tiết 1 và cái 3 là cái hay dùng nhất thôi. Ngoài ra thì cái 4 và cái 6 là hay dùng. Cái 4 là thông thường là cái môn thể dục và vào mùa hè thì không tránh học tiết 5 nhé. Hay là tiết kia tránh đây là cái thỏa thuận là cái giờ ràng buộc số 4. Còn ràng buộc 6 học tiết 1 là dành cho môn thể dục ở mùa đông ở những cái trường ở miền núi đấy, buổi sáng sớm lạnh quá thì không nên học cho học sinh ra ngoài. Thì như vậy đó là một số vài cái thuộc tính thôi, còn lại chúng ta có thể bỏ qua cái này, các bạn này xong nhé. Thì nó nhanh này, chúng ta bấm vào đây nhé, và tôi tắt thử một lần thôi. Chúng ta bấm vào đây và sau đó chúng ta áp dụng cho này, chúng ta áp dụng cho gì, cho môn toán. Bấm vào đây môn toán nhé, bấm môn toán, chúng ta chọn là sáng hoặc chiều cho cái trường môn này, hoặc chúng ta muốn cho cả hai buổi, chúng ta bấm vào nút bổ sung và chúng ta chọn là toàn trường, thế là xong đó. Chúng ta bấm nút kết thúc thì như vậy là đây là toàn trường rồi. Môn ví dụ tôi làm lại thật là môn toán nhé, môn văn tâm tư như vậy, đúng không? Bấm nút kết thúc. Giả sử tôi muốn là chỉ học một tiết một ngày thôi, chúng ta bấm vào đây và chúng ta chọn là môn tin học chẳng hạn, hay là môn lịch sử chẳng hạn, chúng ta bấm nút bổ sung và chọn toàn trường. Đấy, kết thúc. Đấy, để toàn trường, được chưa? Như vậy chúng ta có thể, hoặc chúng ta có thể chọn cho một số lớp vào địa lý này, chọn là chỉ học một tiết một ngày. Các bạn chú ý những chỗ này, thực ra đúng hiểu chỗ này là chỉ học một tiết một buổi, chứ ta chữ ngày này không đúng nhé, chỗ này là một buổi rồi đấy, hiểu. Thế chúng tôi chưa sửa chỗ này, đúng là phải sửa lại một buổi nhé. Và chọn vào đây, chọn bổ sung, chọn buổi sáng chiều cho bổ sung, tôi chọn là lớp này, chọn một số lớp là học địa một tiết một ngày, còn lại là sẽ học hai tiết, cho phép thoải mái hơn nhé. Đó. Nó kết thúc, được chưa? Thì đó là cái em ghi lại, đó là cái tiết chất môn học chỉ là một lần thôi. Bây giờ nó sang phần tiết cuối cùng là nhập yêu cầu nhóm giáo viên và yêu cầu giáo viên nhé. Thì đây là cái ràng buộc của giáo viên nhé. Thì cái này chúng ta chú ý nhé. Về cái ràng buộc giáo viên, chúng ta có một chú ý rất quan trọng tôi muốn nói các bạn, chứ này là chỗ cũng nó rất nhiều lần rồi, thôi cho nó lại một lần nữa nhé. Tiếp theo là cái thao tác này là nhập cái ràng buộc của giáo viên nhé. Nhập cái ràng buộc của giáo viên. Thì cái này chúng ta chú ý quan trọng sau đây này, chú ý nhé, rất quan trọng này, là không nên nhập, không nên nhập ràng buộc. Càng nhập nhiều thì phần mềm nó càng phá vỡ ra nhé. Không nên nhập ràng buộc, không nên nhập ràng buộc giáo viên, hoặc là nhập rất ít thôi, rất ít nha. Càng nhập nhiều thì nó càng phá vỡ đấy nha. Mà chỉ có gì, chỉ có cái này là nên, là chỉ có nên là nhập cái ràng buộc bạn họp cho các tổ giáo viên. Thông thường ở Việt Nam mình, các cái tổ, mỗi tổ nó có một cái, trong tuần có một cái tiết họp, là họp tổ chuyên môn ấy. Tổ văn là họp tiết một ngày thứ ba, tổ lý họp tiết ba ngày thứ bảy, chúng ta nhập một lần thôi. Thì cái ràng buộc họp vào này là cái ràng buộc cứng, còn tất cả các ràng buộc khác đều là mềm hết. Tất cả các ràng buộc này đều là mềm hết nhé, đều là mềm hết. Tức là mềm là gì, mềm tức là gì, tức là chúng ta phần mềm nó sẽ phá vỡ thoải mái, nó phá vỡ riêng họp thì nó không phá vỡ, họp là cứng. Chúng ta chú ý tất cả các ràng buộc môn học, ràng buộc giáo viên đều là ràng buộc mềm hết. Ràng buộc môn học các bạn có làm thế nào mà làm máy tính nó vẫn phá vỡ thì nó xếp hết mà. Bởi vì bài toán xếp theo biểu là bài toán rất là khó, phần mềm nó chỉ xếp tự động nào đó thôi, còn lại là nó sẽ phải phá vỡ ra để nó xếp.
về mặt lý thuyết nhé, nếu ta nhập chính xác ấy, nhập kỹ của chuyên môn chính xác thì về mặt toán học thì luôn có lời giải, đúng không, giải nhưng mà không tối ưu. Nghĩ tôi nghĩ là nó không thỏa mãn cái yêu cầu của giáo viên cho nó, giáo viên chúng ta sẽ phải phần mềm sẽ phá vỡ, trên tôi gọi là mềm. Cái này là cái rất nhiều bạn cứ thắc mắc tại sao nó như vậy, tôi xin nó nhanh để các bạn hình dung nhé, để các bạn hình dung vì sao mà chúng ta lại không thể nào mà thỏa mãn được yêu cầu của giáo viên. Tôi xin phép được trình bày này để tôi vẽ này. Cái việc mà xếp lịch ấy, hay xếp thứ biểu nôm na là chúng ta có một cái phòng như này, và nó có những cái hàng ghế như này, hàng ghế và chúng ta cần xếp giáo viên vào những cái hàng ghế này nhé. Đấy, chúng ta chú ý nhé, đây cái hàng ghế đây. Đấy. Và trên trần nó chỉ có là một cái quạt ở chỗ này, đây quạt, hai quạt ở đây và ba quạt ở đây. Đấy. Câu hỏi đặt ra làm thế nào mà xếp được vào đây sao cho tất cả cục mát, làm sao mà mát được, chỉ có chỗ này, cái vùng này là ông, chỗ này là mát này, còn lại cái chỗ này là không mát này. Để chưa, nôm na là các cái ràng buộc giáo viên chính là cái chỗ là cái ràng buộc của giáo viên đấy, thì nó tương đương với chuyện là gì, là hãy xếp tôi ngồi dưới quạt. Thì hỏi các bạn có làm được không nào? Không thì không thể làm được. Như anh nào mà ngồi dưới quạt, anh ta sẽ im lặng. Còn anh nào ngồi đây, anh ta sẽ kêu tôi nóng quá, chuyển cho tôi sang quạt đi. Đấy, như vậy cái số lượng người mà không thỏa mãn sẽ nhiều hơn số lượng người ngồi ở đây. Thấy không nào? Cho nên là làm cho có biểu là các bạn mà sát phương mềm của anh xếp thế nào mà sao nhìn ra bên kêu thế, nó kêu số quá. Thế tôi bảo là anh thử tìm người bên đẹp họ kêu không, cái ông nào ngồi đây ông kêu không, thì ông kêu cả chỉ cái ông số mới kêu thôi, chứ cho ta cảm giác như vậy thôi. Cho nên là gì, như vậy là về mặt lý thuyết bao giờ cái số lượng người thỏa mãn ít lắm, đa số nó không thỏa mãn đâu. Cho nên chúng ta đừng nghĩ rằng là phần mềm nó phải thỏa mãn tất cả mọi thứ, về mặt lý thuyết là không được nhé. Cho nên là nhập dòng của mình càng nhiều là nó càng nhiều ông kêu là vì vậy. Còn chúng ta mà không nhập gì cả thì tất cả ngon lành hết, vì nó có ràng buộc gì đâu nhé, chúng ta thoải mái. Ràng buộc giáo viên là gì? Xếp ràng buộc tức là xếp tôi ngồi dưới quạt. Bây giờ cả trường chúng ta là có 100 ông đều muốn xúc tôi ngồi dưới quạt thì làm sao mà được. Đấy là cái rất là khó nhé. Thì chúng ta cái này là cái bài toán rất là bài toán con người, nó rất là phức tạp, nó không đơn giản. Còn nếu mà bỏ tất cả ràng buộc đi nhé, thì việc xếp vào đây là ngon lành 100% luôn. Về mặt lý thuyết, về mặt toán học là xếp ngay 100%. Miễn là chúng ta nó xếp đoán nó hợp lý về mặt thuật toán ấy, đầu vào đầu ra rõ ràng. Cái khó nhất là làm sao mà xếp nó vào dưới quạt đấy mới là cái khó này. Đấy, cho nên về mặt lý thuyết, chứ phần lớn là các thầy giáo nào mà thạo cái phần mềm này thì hay là thạo bài toán thì có biểu nói chung ấy, thì hiểu ngay à. Nhưng vậy chúng ta sẽ xếp cho một vài người thôi, một vài người chúng ta quen biết, một vài thầy giáo yếu, cô giáo yếu, là bụng chửa chẳng hạn, hay là người yếu, là người già, hay là người thân, người quen chúng ta xếp vào đây. Còn lại cái đám trẻ măng mà nó trẻ khỏe thì xếp được vào đây. Đấy, cái là như vậy. Cái người sẽ có biểu là họ toàn quyền, họ xếp đâu vào đâu là quyền của họ mà. Đấy chứ không nào? Cho nên là chúng ta đừng có vội vàng, chứ gì đã kêu là chỗ nó ba người kêu sao là xếp nó xấu thế này, cái ông này ông xấu quá, cái ông này nghỉ chống giữa nhiều quá, ông này xếp giải ra nhiều quá. Vì khái niệm thế nào là đẹp xấu của thôi biểu là nó rất là tương đối. Một thôi biểu như này nhá, đây thay biểu của một giáo viên đây, với cái ông đây thay biểu của một ông ấy, thì cái ông A ông sẽ kêu là đẹp quá, ông B ông kêu là xấu quá. Ông A, ông ở nhà gần đây, ông ở nhà gần nhà trường thì ông giải ra vô tư, hình thoảng ông ta lại về nhà là chơi với con được. Ông B nhà ở xa, ông ta lại muốn lại dồn lại trong một ngày thôi, hai ngày thôi, còn ông ta muốn giải ra. Thì nhưng mà dồn lại như này thì ông A cứ kêu xấu, ông B kêu đẹp. Như vậy là cùng một thời có biểu thì người A có thể đẹp, người B có thể xấu. Khái niệm xấu đẹp là khái niệm nó tương đối nhé, nó phụ thuộc vào từng giáo viên một. Cho nên là rất là khó, không có một cái tiêu chí nào để mà khẳng định rằng đây là xấu, đây là đẹp. Các bạn chú ý nhé, cho nên là rất nhiều người là không hiểu cái này, nhưng mà cái kêu trời. Còn những cái thầy giáo nào mà họ thạo thì họ biết ngay mà. Thì tôi mới nói là các bạn nên
các bạn nên gì, các bạn nên vào các nhóm sự thực có biểu của, trong trên trang của chúng tôi đấy, chúng ta các bạn nên trao đổi các cái thầy trên trang nào có rất nhiều thầy giáo nó rất thạo cái này, họ trả lời ngay lập tức. Theo tôi biết này, thầy Hùng này, thầy Hùng ở Bà Rịa Vũng Tàu thì Hùng thì mấy về hưu, thầy là hiệu trưởng trường chuyên Lê Quý Đôn ở thầy Bà Rịa Vũng Tàu nhé. Thầy Hà Nội có thầy Nhâm ở trường Phan Huy Chú, thầy Thìn ở trường Sóc Sơn, thầy Tuấn ở hạ trường Ngô Quyền Hải Phòng, là hay là thầy một cái thầy nữa ở trường ở Quảng Nam, thầy quên tên rồi. Thì đó là những ông thầy là rất thạo phần mềm thấu biểu, họ là họ xếp rất là nhanh. Với những ai mà thạo phần mềm thấu biểu thì họ xếp rất nhẹ nhàng và rất là nhanh. Chứ hình dung là họ là những người mà có tay lái lụa, lái ô tô rất thành thạo, họ có thể lái bằng một tay, họ đi vừa lái vừa hát hò vẫn nhanh được. Còn chúng ta là chưa thạo, chúng ta nhảy lên, chúng ta tóc cái mồ hôi, chúng ta không lái được ô tô, đi phải là đâm luôn và đâm luôn người mà đâm luôn vào vỉa hè, đâm luôn lên vào cây. Thì như vậy là cùng cái ô tô đó nhưng mà cái người thạo nó khác, người không thạo nó khác. Đấy, chúng ta đừng vội đổ tội hết cho phần mềm nhé. Chúng ta đều phải suy nghĩ nhé, đều phải học. Phải mất thời gian một chút để học, chứ không phải là cứ mua về cứ mở ra không hiểu gì là hỏi luôn. Hơi một tí thì hỏi. Đấy. Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ sang phần tiếp theo. À, như vậy vừa nãy là chúng ta xong bước, bây giờ xong bước 2. Bây giờ sang cái bước 3 là chúng ta sẽ nhập phân công chuyên môn. Này. Thì chúng ta vào đây này. À, phần mềm chúng tôi hiện nay phần mềm chúng tôi là nó thẳng ra là hiện nay chúng tôi có hai lệnh nhé, là phân công chuyên môn. Đây là cục giảng dạy đây và lệnh này nữa. Thì cái lệnh này là phân công chuyên môn cho sáng riêng và chiều riêng. Lệnh này là phân chuyên môn chung cho cả sáng chiều, nhưng mà thật ra là bên trong phần mềm vẫn phân bổ ra làm hai, phân bổ cho hai buổi sáng chiều ở bên trong lòng của nó nhé, nó vẫn phân bổ. Vì thế nói là ở đây phần mềm tôi là chỉ hỗ trợ khoảng một già nửa cho các mô hình lớp 2B thôi, cho nên vào đây này là nó vẫn bị nhé, vẫn bị là nó phân bổ được nhé. Là nó vẫn phân bổ, xin lỗi. Trên tôi cho nó phần này nó có đề, tôi không nói nhé, cái này chỉ đối với trường đặc biệt thôi. Còn chúng ta vào đây này. Thì vào đây chúng ta chú ý nhé, phân công chuyên môn là cái màn hình rất quan trọng, chúng ta nên nhận rồi, là cái lệnh mà chúng ta chú ý là chúng ta không được phép sai. Vì ở đây mà chúng ta mà nhập sai ấy, thì sau này chúng ta sẽ phải làm lại từ đầu đấy các bạn nhé. Cái lệnh nhập phân công chuyên môn rất quan trọng, nhập cái phân công giảng dạy chúng ta phải nhập theo từng buổi một, chúng ta phân bổ nhập theo từng buổi nhé. Từng buổi học sáng chiều nhé, từng buổi học và sáng này và chiều riêng nhé, đó. Và đặc biệt là rất cẩn thận, không được phép sai nhé, rất cẩn thận. Thật ra là gì, cái vùng chuyên môn này, thật ra cái người mà nhìn vào cái bảng này là cái người phải có cái tầm quản lý nhà trường, chứ một giáo viên bình thường nhìn vào nhiều khi cũng hoa cả mắt ấy. Thông thường là các thầy hiệu trưởng hiệu phó họ rất thạo cái này, họ nhìn vào họ biết ngay phân công này là hợp lý chưa, phân công này là không hợp lý. Đấy. Còn những người mà chúng ta thường là chúng ta hiện nay có một cái xu thế rất là không hay là các nhà trường ấy lại phân công cho một giáo viên rất là mới mẻ, thậm chí còn chưa biết gì về tin học cũng làm cái việc này rồi. Như vậy giáo viên đó nó không những là mù tịt về mặt công nghệ thông tin mà họ còn mù tịt về khái niệm của lĩnh nhà trường nữa, cho nên họ làm rất là khó. Theo tôi cái chỗ là không hay của một số trường, và cái việc này phải là việc của cái ông hiệu hiệu phó cơ, nên là ông là về cái ông hiệu thầy hiệu phó mới là cái thầy mà hiểu biết tất cả mọi việc trong nhà trường. Thì như vậy chúng ta chú ý nhé. Thì như vậy bản chất là chúng ta sẽ phải nhập đây mình nhập này, chúng ta nhập sáng đây, sáng riêng và chiều riêng. Đây là buổi chiều nhé, sáng riêng và chiều riêng đây. Chúng ta chú ý nhé, đây, cái này có lỗi tôi nói sau nhé, cái này là có lỗi nhỏ rồi cái này nhé. Đấy. Ở đây nhé, thì được rồi, thì máy tính này, mặc định là máy tính như sau. Ở bên trái thì hiện ra là toàn bộ giáo viên bên trái đây, trên này là toàn bộ các môn học. Thế ra ở đây chúng ta có thể kéo vào cho xem này. Đấy. Được chưa? Đó. Thế bây giờ chúng ta có thể hạn chế lại như sau. Hoặc vì chúng ta có thể hạn chế lại như này, chúng ta có thể chọn một số môn thôi nhé. Chọn một số môn thôi. Tôi bấm đúng chưa phải để chọn môn học. Như tôi giờ chọn là tôi nhập môn sinh hoạt và môn văn thôi. Tôi bấm sinh hoạt, tôi bấm control và chọn ngữ văn thôi. Vậy bấm vào đây thì máy chỉ hiện hai môn học thôi cho nhập cho dễ. Bấm vào đây này. Đó. Cho nhập riêng cho sinh hoạt và ngữ văn thôi. Hoặc chúng ta nhập riêng cho môn toán, lần chọn môn học, tôi chọn môn toán nhé, môn toán, hiện môn ôn toán rất là dễ. Thì nhập riêng từng môn một là dễ.
Ở bên trái này cũng vậy, tôi bấm chuột phải ở đây và chọn chọn nhóm giáo viên cho từng nhóm một. Tôi chọn tôi chọn cho nhóm vật lý chẳng hạn thì máy hiện ra giáo viên vật lý thôi. Đây, đây là cái môn vật lý đây này. Đó. Được chưa? Đây là giáo viên vật lý và đây là cái môn học mà sợ cái nhóm giáo viên này là đăng ký học. Ta nhớ lại lúc nãy nhé, lúc nãy trong cái lệnh nhóm giáo viên ấy, nó có cái lệnh là nhóm giáo viên nào dạy môn nào. Đó, để tôi đóng lại đây. Tôi xem đóng lại, tôi vào cái lệnh là dữ liệu nhập với nhóm giáo viên. Tôi muốn vật lý đây, vật lý tôi muốn dạy cả sinh hoạt, đúng không? Đây này, đó, bấm nút cập nhật xong, đóng. Để quay lại cái này, bây chúng ta bấm chuột phải, chúng ta chọn là chọn nhóm giáo viên, tôi chọn nhóm vật lý, kết thúc. Đấy, thì hiện ra là sinh hoạt và vật lý, thấy không nào? Và đây chúng ta chỉ việc bấm chuột phải và chọn lớp, nó sẽ hiện ra đây là chọn cái lớp nào ở đây là ra ngay nhé. Đó, chúng ta đúng là thì thấy rất là dễ, không có gì là gọi là khó cả nhé, được chưa? Ở đây các bạn thấy nhé, ở đây là cho thêm một chút nhé, khi mặc định ấy, ở đây nó có là khối 10, khối 11, khối 12 và 10, đây mở ngoặc 4, mở ngoặc 3, mở ngoặc 3 là cái gì đây? Mở ngoặc đây là số tiết mặc định. Số tiết mặc định này được lưu ở một chỗ khác nhé. Thì số tiết mặc định nó có nghĩa gì? Nghĩa là khi mà chúng ta mà chọn bất kỳ chọn lớp 10 A2 chẳng hạn, bấm kết thúc vào đây thì máy hiểu à, vậy lớp 10 A2 đây giáo viên Hưng này là chủ nhiệm sinh hoạt lớp 12, mặc định là một tiết. Đó. Chúng ta có thể thay đổi cái này. Tôi lấy ví dụ đây nhé. Ví dụ là lớp 10 A10 tôi lấy ví dụ lớp 10 A10 nhé. 10 A10 đây. Mặc định của nó sẽ là 4 tiết. Giả sử lớp 10A10 đây là phân công là giả sử lớp 10A10 là lớp chuyên lý của trường này và nó dạy là 5 tiết, làm như nào? Làm như sau. Tôi bấm vào đây và tôi kích thúc vào đây nhé, và tôi ra hình con trỏ đây và tôi đây tôi mở ngoặc, tôi viết số 5 vào đây thì máy hiểu ngoài A, như vậy là cái lớp 10A10 là học 5 tiết, bấm enter. À, như vậy đây là 5 tiết này, thấy không? Mặc định bệnh nó là 4 nhé. Nhưng mà đây ở đây mà tôi thấy đây hiện ra cái tên lớp cũng thôi thì nó là chính là mặc định theo là 4 tiết. Còn nếu không thì nó sẽ là đây là số 5 đấy nhé. Đó. Đấy chưa? Bây giờ giả sử nhé. Giả sử bây giờ khối 10 môn vật lý bây giờ năm nay tôi lấy ví dụ năm nay nhà trường chúng ta là quy định là học kỳ 2 học giảm xuống 3 tiết thôi. Được không? Làm được. Chúng ta bấm chuột phải ở đây nhé và chọn cái lệnh là gì? Chọn là thay đổi số tiết mặc định ở đây này. Đó. Chúng ta sửa lại thành số 3. Đấy. Ở đây nó có hai cái ràng buộc. Một là các lớp đã nhập trong khối thay đổi hết hoặc là giữ nguyên. Cho chọn thay đổi theo nhé, bấm nút kết thúc. Thì tất cả thay đổi theo hết. Đấy, tất cả thay đổi theo hết là thay sau 3 tiết hết. Đấy. Một số bạn có kêu là đây này, cùng số kêu là khi tôi đổi như vậy đây nó vẫn là 5. Thì lấy ví dụ nhé, đây nó vẫn là 5. Khi mà tôi sửa lại cái này là 3 về cái này nó vẫn là 5. Thì vì sao lại như vậy? Thì vì là như này. Vì là nó không chỉ chuyển này xuống 3 được, bởi vì là trên theo cái biểu đã xếp rồi, đã xếp 5 tiết rồi thì không thể xuống 3 được nữa. Chứ chúng ta sẽ phải vào cái biểu chúng ta xóa thì cái biểu của lớp 12 này đi đã, cho ta mới quay đây chúng ta mới sửa được. Đây là chỗ mà rất nhiều bạn giáo viên rất lúng túng ở chỗ này này. Không phân biệt được đâu là cái phần phân công chuyên môn, đâu là phần số tiết đã xếp. Chúng ta chú ý nhé, cái tuần nó sẽ vẽ thêm một chút cái hình để chúng ta hình dung. Chúng ta rất quan trọng, chỗ này chỗ rất nhiều bạn là chúng ta chú ý nhé. Một là cái dữ liệu, chúng ta quan tâm cái khái niệm quan trọng là một là cái dữ liệu phân công thì không biểu. Dữ liệu phân công chuyên môn. Đấy. Được chưa? Là cái lớp nào đó, lớp 10A môn toán cô Dung dạy theo phân công là 4 tiết. Thì đó là cái dữ liệu phân công, được chưa? Đó. Còn trên lớp 10A này, trên lớp 10 đây thầy có biểu nhé, đây là dữ liệu thầy có biểu nhé, đây là dữ liệu thầy có biểu khác hẳn với dữ liệu phân công chuyên môn nhé. Thì đây là lớp 10A đây đã được phân công vào thứ năm ngày tiết 3, ở đây là môn toán. Khi nó lên môn toán đây thì lập tức là cái cô Dung cũng hiện ra luôn ở đây nhé, cô Dung hiện ra ở đây ngày thứ năm đây, thứ năm môn tiết 3 đây. Thì ở đây cô Dung hiện ra rõ đây là lớp 10A. Như vậy đây là dữ liệu thầy có biểu nó khác nhé. Thì nếu trên lớp 10A này đã có đủ 5 tiết toán rồi. Có đủ 4 tiết toán rồi nhé. Đây tiết toán này đủ 4 tiết rồi. Thì ở đây máy kia tôi sửa thành 3, máy nó không được, máy nó chỉ sửa thành 3 thì nó không báo được, nó vẫn báo là 4 vì nó có 4 đây rồi. Không sửa được nữa, không sửa cái phân công chuyên môn được nữa.
mà chúng ta muốn sửa thành 4 được, sửa thành 3 được, chúng ta phải xóa cái này, xóa thì nó biểu trên lớp đi. Đây, các bạn chú ý nhé, chỗ là chỗ nhiều bạn không biết, không biết chỗ này, mà cứ lúng ta lúng túng là cứ kêu phần mềm lỗi nhỉ, phần mềm lỗi thầy ạ, sao em sửa xuống 3 nó không được, cứ báo lỗi, hãy cứ hỏi những câu hỏi kiểu như thế, chứ toàn không hiểu cái gì cả, chưa hiểu rằng là dữ liệu phân công là nó khác với dữ liệu là trên thực tế trên tờ có biểu. Đấy. Nếu mà tôi giảm xuống thành 3 mà ở đây nó vẫn là 5, không giảm xuống được, mà đây các bạn sửa thành 3 nó vẫn báo lỗi, nó vẫn là 5, thì chứng tỏ là trên thực tế nó đã có rồi, xếp trên thực tế rồi, không sửa được nữa nhé. Đã xếp trên thì có biểu rồi thì chỗ này không sửa lại được nữa, mà chúng ta phải xóa đi, làm sửa được. Thì đó là cái điều mà chúng ta chú ý. Rồi tiếp theo là khi mà chúng ta xếp phân công ở đây này, xếp sáng riêng và chiều riêng, xếp sáng riêng và sáng riêng, ở đây buổi chiều vì sao không có, tôi nói sau nhé, vì buổi chiều đây vì sao máy nó không hình ra, bởi vì là trong cái bảng mặc định ý, là buổi chiều để nó được không hết, chúng ta phải vào chúng ta sửa cái bảng số tiết mặc định thì máy nó mới có nhé. Sửa một tí thôi là xong thôi nhé, cái lệnh sửa mặc định ở chỗ khác. Rồi khi mà chúng ta đã xếp mà rất quan trọng là khi cái phần này nhắc lại là chúng ta làm cẩn thận, không được phép sai. Cái này xin viết lại, rất cẩn thận này, không được phép sai, chỉ sai một ô thôi là sau này nó sẽ kéo theo, chúng ta phải làm lại cho toàn trường đấy. Ví dụ chúng ta làm sai, tôi lấy ví dụ nhé, chúng ta làm sai ở đây, đáng nhẽ cái bằng ngữ văn này, ngữ văn của lớp 10A, đáng nhẽ cô Linh dạy, chúng ta lại nhầm sang cô Thu dạy là chết rồi. Thế là xếp xong hết tất cả toàn trường rồi mới lòi ra là sai. Thì làm thế nào? Chúng ta cũng phải xóa đi toàn bộ và làm lại. Làm lại từ đầu. Còn tất nhiên là có cái mẹo là có lệnh mà chúng ta có thể gọi là sửa chữa cục bộ cái đó. Cái đó đòi hỏi người phải thật là trình độ cao hơn thì mới làm được. Còn người bình thường chúng ta phải làm lại. Cho nên là phải nhập rất cẩn thận chỗ này. Cô ơi, em hỏi tí được không ạ? Em hỏi đi. Bây giờ ví dụ như là môn khoa học tự nhiên của cấp 2 á, đối với 6-7 thì bọn em kiến thức rẻ thì phân công cho một người dạy cả 3 môn thì để tổ hợp. Nhưng mà đối với 8-9 thì khó hơn thì bọn em chia là dạy lý hóa sinh, thì lại phải chia là lý hóa sinh, thì vậy khi xếp thời có biểu thì để tổ hợp hay là chia nhỏ thành 3 môn ạ? Nó nhảy thế nào ạ? Cái đấy tôi nói với anh gì đã? Em không, nhưng mà đối về chung của toàn trường thì khối 6-7 là một người dạy cả 3 môn. Nhưng 8-9 thì lại phải chia làm 3 đồng chí dạy môn đó, vì kiến thức nó khó hơn, cao hơn. Thì khi phân trên đầu có biểu là chia thành lý hóa sinh hay là để khoa học tự nhiên cả? Nhá, lớp 6-7 em để cái môn là môn khoa học tự nhiên. 6-7 nhá. Một người dạy cả 3 môn ạ. Một người dạy môn đó là ý là dạy cả 3 môn đấy, được chưa? Dạ vâng. Lớp 8-9 em tạo ra 3 môn là môn lý hóa sinh, phân công cho 3 người khác nhau. Vâng. Được chưa? Dạ vâng. Cái này nói lỗi rồi dạ. Nói cái đây, nói cái đây khoảng 15 phút. Vâng, em này em cũng nghe một bạn nói, nhưng mà em cũng chưa rõ là vì khi trên một xếp một như thế thì để một lập trình hay là vẫn phải chia khối 6-7 riêng, 8-9 riêng. Đấy thì tôi vừa nói đấy, trường em là như sau nhá. Vì là khối 6-7 là một người dạy chung được cả, cho chúng ta tạo ra cái môn là môn thức là môn khoa học tự nhiên nhé. Và phân công cho một người dạy thôi. Được chưa? Thì phương người đó dạy cho vâng. Dạy cho cả nôm na là cả 3 cái phần lý hóa sinh trong cái vâng, môn đó. Cả 3 môn lý hóa sinh. Dạ, trong vâng. Cái môn đó là một môn đấy nhá. Vâng. Hiểu chưa? Còn 8-9 là chia lý hóa sinh riêng cho 3 đồng chí. 8-9 em tạo ra 3 môn riêng, là môn lý, môn hóa, môn sinh dạ, riêng. Vâng. Được chưa? Dạ vâng. Đấy nhé, rất đơn giản dạ. Mà. Vâng, em cảm ơn cô ạ. Dạ. Đấy, bạn hỏi về tôi nói dở cái gì tôi quên mất. À được. Khi mà chúng ta mà chúng ta vậy, khi chúng ta nhập xong rồi nhé, thì một trong cái chỗ mà chúng ta có thể xem lại được để có thể chúng ta thử xem mình nhập đúng chưa, chúng ta vào cái lệnh bên trong màn hình, chúng ta vào lệnh này nhé, nhập theo lớp này, thì đây nó tổng hợp theo lớp, nó rất thuận tiện. Chúng ta bấm đây này, chúng ta sẽ nhìn toàn cục ở đây này đó, xem là lớp 10 là tổng số là bao nhiêu tiết, nhìn đây này đó. Thế nào, như vậy là ở đây là khối 10 đây này, mình cảm thấy nhé, khối 10 ở chỗ đây là
chỗ thì 29, chỗ thì 30, chỗ 29, chỗ 28 như vậy, nó lung tung như vậy là chuyện là không đúng này. Vì mà và lý thuyết mà nói thì trong một nhà trường thì mỗi một khối này nó phải giống hệt nhau thôi. Tức là 29 cả, hoặc là 30 cả, hoặc là 28 cả, không có chuyện là lỗ chỗ này là sai này. Chúng ta sẽ phải xem lại đâu là thừa, đâu là thiếu này. Có thể là 29 là chuẩn thì 30 lại bị thừa này. 30 là thừa và 28 là thiếu này. Đó. Đây là một cái màn hình chúng ta có thể xem tổng thể biết được à như vậy toàn trường gia nhập như vậy đã đúng hay là chưa nhé. Đó, chúng ta cũng quan trọng cái này đấy. Đây là một cái màn hình chúng ta, nó cho phép chúng ta quan sát được chung cho toàn trường để chúng ta biết được rằng là như vậy đã đúng chưa nhá, được chưa, thì là một cái quan trọng. Được rồi, như vậy là chúng ta vừa mới xong được cái bước số 3 nhé. Bây giờ tôi nói sang cái bước số 4, thật là cái bước số 4 là bước quan trọng nhất đấy, là cái bước mà chúng ta mà đây tôi không nghĩ nữa, tôi xin đóng tiệp lại và tôi sẽ mở ra thay đổi, tôi không nghĩ lại nữa nhé, tôi mở cái này ra. Chính cái thằng này, tôi nghĩ thằng này hay sao nhỉ, được kiểm tra một chút, tôi muốn có một cái, tôi có một cái dữ liệu đó chuẩn xác một chút để nhìn rất là dễ. Đây, mấy lớp này là chung rồi, 29 nhé, 29 hết. Đó, đây là một cái dữ liệu là theo tôi là tôi nói đúng nhé. Toàn trường ở đây là toàn trường của có trường này là 29 hết thôi, được tạm thời như vậy nhé. Thấy được. Bây giờ chúng ta sẽ sang bước tiếp theo, cái bước rất quan trọng là cái bước số 4 nhá, là cái bước số 4 là cái bước là nó gọi là chuẩn bị, các bước chuẩn bị xếp trước môn học. Cái phần này là phần rất quan trọng nhé. Cái bước số 4 rất quan trọng nhé, cái B4 này là thậm chí quan trọng nhất đấy. Mà tôi nói nãy rồi là cái bước 4 là bước là nhiều giáo viên là sai nhất ở bước này. Nó gọi là cái bước này là bước nó gọi là loạn cào cào giáo viên. Và ở đây là giáo viên bắt đầu, các giáo viên tôi thấy đa số giáo viên trẻ bây giờ, giáo viên mới đấy, tham gia phần mềm là lỗi chỗ này lắm, chỗ này. Mà cái này tôi nói là lần nào tôi nói rất nhiều nhưng mà giáo viên như không để vào tai xong hay là không hiểu gì cả. Đừng mà là sai khủng khiếp ở cái bước này. Bước một là cái bước là chuẩn bị, bước chuẩn bị. Bước chuẩn bị là xếp trước môn học. Nhé. Cái bước này là bước rất quan trọng. Bước này là bước như sau, là cái bước mà chúng ta chỉ thực hiện khi mà chúng ta nhập phân công chuyên môn là chính xác hoàn toàn, chúng ta mới bước sang cái bước này. Còn không chuyên môn mà không đúng ấy, thì không thể sang bước này được đâu nhé. Thì bước này là thực chất bước này là cái bước như sau, chúng ta sẽ phải vẫn phải là rà soát lại cái phân công giảng dạy, cái phân công chuyên môn cho toàn trường xem nó chính xác chưa. Đấy, cho toàn trường xem nó hợp lý chưa, đúng như của hiệu trưởng chưa, mà đúng cái logic của thầy giáo biểu hay chưa. Cái này là cái mà nó là cái nó thật ra cái bài toán mà nhìn lại bài không chuyên môn ấy, nó là cái bài toán liên quan đến quản lý cho nhà trường, phải là người có cái tầm cao một chút thì mới hiểu được, chứ cái giáo viên mà mới toanh vừa mới vào chính thức chân giáo bước vào ngành sư phạm vào nhà trường là nhìn vào đây là sẽ hoa hết cả mắt và không hiểu cái gì cả luôn. Tôi đang luôn như vậy nhé, chứ cái bước này là cái bước rất quan trọng luôn đấy, nhìn vào là biết ngay. Thế là đối với người thạo nhìn vào cái biết ngay, còn đối với người mới vào nhìn vào sẽ không hiểu cái gì cả, sẽ rất lung túng, không biết đâu là sáng, đâu là chiều, đâu là lẫn lộn. Chỉ một là bước rất quan trọng. Rồi, thì cái bước này này nó gồm có là chúng ta sẽ thực hiện bốn cái thao tác rất quan trọng nhé. Ở trong cái bước này, bốn thao tác. Thao tác 1 là xếp chào cờ, xếp tiết chào cờ nếu được, xếp tiết chào cờ. Nếu mà nhà trường nó yêu cầu. Không phải tất cả nhé. Cái mô hình hiện nay ở Việt Nam mình đa số là có tiết chào cờ, hầu như tất cả các trường đều có tiết chào cờ hết nhé. Đa số là cái tiết mà nhà trường chỉ có một tiết thôi, hoặc là nếu học một buổi thì nó là thường đầu sáng ngày thứ hai, hoặc là nếu học cả hai buổi thì có thể một số trường là tiết chào cờ là nó có vào tiết cuối và tiết cuối của thứ bảy, lấy ví dụ như vậy. Thì chào cờ là cái gì? Chào cờ là cái tiết mà nó không không nằm trong môn học, nó nằm ngoài cái chương trình của chúng ta. Chúng ta chú ý nhé. Thì cái điều kiện
để xin là chào cờ thì cái điều kiện là như, cái điều kiện là như sau, cái điều kiện là như này, cái điều kiện để thiết chào cờ là như này nhé, là cái điều kiện mà nó nhé, chúng ta chú ý cái điều kiện này là cái số tiết, tổng số tiết được phân công, cho mỗi lớp trong buổi đó là phải nhỏ hơn hoặc bằng 29 nhé. Chứ nếu mà trong một buổi một lớp học đó mà phân công là 30 tiết thì không dư ra, vì cho tăng một tuần chúng ta chỉ có là 6 ngày và mỗi ngày là 5 tiết, 5 6 là 30. Như vậy là tổng cái số tiết cái ô chúng ta có biểu chỉ là có 30 ô thôi, mà chúng ta đã phân công cho lớp đó là học 30 tiết rồi thì không còn chỗ nào cho chào cờ nữa. Chào cờ là cái môn, là cái tiết học ngoài ra. Cho nên là chỉ khi mà trong toàn trường tổng số tiết của tất cả các lớp học nhỏ hơn 29 thì mới làm được. Đây chúng ta đang quan sát này. Đây nhé, chúng ta mà quan sát cái lớp này nhé, này. Lớp này đây, xem tờ lớp này. Đây, toàn trường tờ lớp nhé, đây là 29 này. Đây 29 theo từng buổi một nhé. Như vậy lớp này là thỏa mãn luôn đấy. Vừa vặn lớp này là cái tập trường này là vừa vặn có 29 tiết cộng một trò cờ là vừa chọn chọn vẹn là 30 tiết luôn. Và thấy không nào? Đó là và đúng luôn. Nhé. Như vậy nếu mà ở đây cũng có lớp 12 20 12 A6 ở đây mà lại 30 thì chịu nhá, thì chúng ta sẽ phải xem lại. Không không thể làm được. Cái này các bạn chú ý nhé, là các bạn rất chú ý thì mới làm được nhé. Như vậy chào cờ là thế, như vậy là tiết mà toàn trường xuống 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 sân trường và có là một tiết riêng. Trên thì có biểu ghi, trên thì có biểu của giáo viên, trên thì có biểu của học sinh ghi là chào cờ, còn trên thì có biểu của giáo viên không ghi gì cả, trống nhé, là chú ý nhé. Một số trường cũng yêu cầu chúng tôi là cái tiết chào cờ này ghi nên ghi nên 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 ghi thêm cái ô của giáo viên chủ nhiệm ấy là chào cờ. Theo tôi cho tôi thấy, là không cần thiết nhé. Chào cờ là cái tiết học chung cho toàn trường, không liên quan đến chủ nhiệm hay là không nhé. Đây chúng ta chú ý nhé. Rồi đó là cái thao tác một. Thao tác hai rất quan trọng. Thao tác hai là như sau. Cái chỗ này chỗ gì là có hiện này ở đây ra nhỉ, chỗ này tùy mình nhầm ở đây đúng không? Đấy, điều kiện là đây nhá. Đấy, chỗ này là cái này cho tôi để cho điều kiện này. Thao tác hai là xếp tiết không học. Không học được chưa? Đấy. Đây là cái gì? Đấy, xếp tự học này thì nó có hai mức, là xếp ở mức toàn trường, xếp mà đặt xếp cho toàn trường, cho tất cả các cùng lúc. Hai là xếp cho từng lớp. Thế đây là cái gì đây này? Chúng ta chú ý nhé, cái này là cái rất quan trọng. Không học là cái gì? Không học nó là cái tiết mà đặt vào một lớp nào đó, thì ở lớp đó cái tiết đó là học sinh sẽ đi đi học sinh sẽ được nghỉ, và luôn luôn nó đi về đấy. Không học là cái tiết mà được thông thường được xếp vào đặt vào cái tiết năm đây, trong trong nhà trường những đêm lớp đây, ví dụ đây là lớp 10A nhé, 10A này nó có một tuần nó có 6 tiết, nó có 6 ngày và 5 tiết nhé. Đó tôi lấy ví dụ như thế nhé, và tiết 1, tiết 2, tiết 3, tiết 4, tiết 5, được chưa? Đây giả sử là tổng số tiết được phân công ví dụ nhé là 28 tiết của cái lớp này, được chưa, cộng với chào cờ là một tiết. Vậy tổng số tiết trên thầy có biểu là 28 cộng 1 bằng 29, vậy suy ra là 30, 30 mà trừ đi 29 sẽ bằng 1, đây chính là một tiết không học. Đấy. Như vậy là số tiết không học bằng gì? Bằng là 30 trừ đi tổng số tiết được phân công theo 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 phân công giảng dạy, và trừ thêm một tiết nữa là tiết gì, là tiết chào cờ, còn lại là không học thì ra tùy cho phân công. Đấy. Thông thường cái chào cờ là lập lập cho toàn khối, toàn toàn khối 10 sẽ ra về vào tiết 5 ngày thứ hai, tiết thứ ba chẳng hạn, trên máy tính ghi là không học vào đây. Chú ý nhé. Còn chúng ta có thể làm riêng,
toàn khối 10 thì đặt ở thứ năm ngày 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 thứ ba, nhưng mà riêng lớp 10A thì là thứ năm ngày 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 thứ bảy chúng ta vẫn đặt riêng, vì lớp 10A nó học riêng một chỗ ở một điểm khác, chúng ta sẽ vào các cái lệnh chúng ta làm. Đây. Thì đó là kim hai là không học. Cái thao tác thứ ba, thao tác thứ ba là thao tác rất quan trọng. Cái thao tác thứ ba là cái thao tác thứ ba là thao tác chúng ta xếp tiết sinh hoạt, xếp tiết sinh hoạt cố định, sinh hoạt cố định vào một tiết nào đó, vào một tiết nhé, cho toàn trường sinh hoạt. Thì cái thông thường ở các trường thì sinh hoạt thường là cái tiết học ngay sau cái ô chào cờ ngày thứ hai đây, ngày thứ hai đấy nhé, ngày ngày thứ hai đây thì cái ô một là ô chào cờ, là ô thứ hai là ô sinh hoạt, thông thường là như vậy. Còn chúng ta có đặt chỗ khác tùy các bạn. Sinh hoạt là cái tiết mà giáo viên chủ nhiệm phải đến đó mà ngồi với học sinh và sẽ, và trong trình cũ ấy, thì nó là cái sinh hoạt thôi, cái đúng nghĩa. Còn trình mới thì tôi hiểu đó chính là cái một cái tiết của cô môn trải nghiệm, là một phần của phần trải nghiệm giáo dục nhé. Phần lệnh này rất dễ dàng, xếp rất dễ dàng nhé. Thì khi mà xếp sinh hoạt rồi ấy, thì khi mà chuyển sang lệnh tiếp theo, lệnh xếp mà 100% thì tiết sinh hoạt sẽ được khóa lại và không cho phép thay đổi nữa. Sinh hoạt là cái tiết luôn luôn bị khóa lại, luôn khóa cứng lại vào cái tiết nào đó mà chúng ta xếp trước. Tại ở đây nhé. Rồi sang đến cái cuối cùng là chúng ta nó gọi là lệnh, nó gọi là xếp tiết giáo viên chủ nhiệm. Đấy là cái gì? Thì thông thường là chúng ta xếp một tiết, là xếp một tiết vào ngày thứ hai chẳng hạn, thì nó xếp luôn vào đây. Thì là ý nghĩa gì? Ý nghĩa là như sau. Ý nghĩa là gì? Là giáo viên chủ nhiệm của lớp nào nếu dạy thêm môn khác thì xếp luôn một tiết cạnh tiết sinh hoạt, để giáo viên đó là đỡ phải đến dạy sinh hoạt xong về luôn thì nó mất thời không hay, thì dạy kéo luôn vào lên là một tiết văn nữa mới đi về cho nó có ý nghĩa. Đó thì nó là cái ý nghĩa nhé, không nghĩa gì cả. Như vậy chúng ta chú ý là có mà cái việc xếp trước thì cũng có bốn lệnh, một là chào cờ, hai là không học, ba là sinh hoạt và bốn là giáo viên chủ nhiệm, và tất cả được tiện ở đây nhé, được tiện ở đây này, chúng ta chú ý đây này, để từ một chút tôi tìm con trỏ đây nhá. Chúng ta vào chỗ này, chúng ta vào cái lệnh chính mà chúng ta vào cái lệnh là xếp trước môn học đó, thì đây nó có này, xếp môn học này, đấy xếp sinh hoạt nhé, xếp không học này, xếp chào cờ này, xếp tiết giáo chủ nhiệm đó. Tôi bây giờ kiểm tra một chút để tôi vào đây kiểm tra cái trường này nhé, tôi kiểm tra cái khung nhìn của nó này, khung nhìn đấy nhé, cái toàn trường nó còn trống này nhé. Thì lớp này là lớp mà tôi cho như vậy là buổi sáng là hoàn toàn là 29 tiết, như vậy là không, sẽ không có gì, sẽ không có không học, chỉ có chào cờ thôi. Tôi sẽ thử cho các chọn xem nhé, tôi vào lệnh chính xếp trước môn học và tôi xếp chào cờ cho toàn trường vào ngày buổi sáng ngày thứ hai tiết một, được chưa? Bấm nút thực hiện, nó xếp luôn, thấy không nào? Đóng lại kiểm tra lại nhé, chúng ta vào khung nhìn, vào show on và tất cả xếp chào cờ lên đấy, chào cờ đấy nhé. Đó. Bây giờ tôi sẽ đóng lại, tôi đóng lại, tôi quay lại cái lệnh lúc nãy và lệnh chính xếp trước môn học. Bây giờ tôi xếp tiết sinh hoạt đây, sinh hoạt cố định cho toàn trường là vào tiết 2 ngày thứ hai, sau cái gì? Sau cái tiết chào cờ ở đây, nút thực hiện. Không có à? À chắc không có, bởi vì trường này nó không xếp môn sinh hoạt. Tôi kiểm tra lại nhá, đây như vậy nó có nhiều lỗi nên là đây. Sinh hoạt nó không có này. Cái trường này là chắc là do cái cầu gì đó, nó lại năm nay nó không, tùy các bạn, nhưng đây là tùy, cái này nó không bị thay đổi, nó không quan trọng đâu. Chúng ta vào đây. Tôi kiểm tra một chút tôi thấy ngay này mà. Đây, và cái này chúng ta kiểm tra một chút. Đây này. Ngữ văn này, toán này, ngoại ngữ, giáo dục tổ chức, quốc phòng an ninh, công nghệ, kinh tế, pháp luật, hình sinh học, hoạt động trải nghiệm. Hoạt động trải nghiệm hai giáo dục địa phương này. Cái trường này nó thêm giáo dục địa phương cái này. Đấy, như vậy là nó không sinh hoạt thì nó thêm giáo dục địa phương nhé. Và đây này, đó, thì nó là tùy trường một thôi. Đấy. Tổng cộng nó là 29 tiết rồi. Đấy, thì ở đây nó sẽ thêm chào cờ thì nó không, như vậy trường này nó không sinh hoạt nữa cũng không sao cả, chẳng có gì đặc biệt cả nhé. Đó. Được rồi. Như vậy là sau khi chúng ta đã xếp xong tất cả những cái này rồi nhé. Thì được, cái này tôi sẽ mô tả sau những cái, thôi được cái này, các bạn về nhà các bạn làm đơn giản không có gì nhé.
sau khi đã xếp mà xếp chào cờ rồi này, xong này, không học xong rồi này, được chưa, sinh hoạt xong rồi này, chủ nhiệm xong rồi này, thì lúc đó là xong cái bước bước 4, và thật rằng cái bước 5 là cái bước là xếp hết nhé. Bước cái bước số 5 là cái bước xếp, là chúng ta dùng lệnh. Cái này thì rất đơn giản thôi, chúng ta sẽ bước số 5 là chúng ta xếp 100%. Đáng ngại nhé. Năm nhé, là cái lệnh xếp 100%, xếp 100% nhé, gọi là trong trăm thôi, nhưng mà không phải là trường nào cũng là trong trăm đâu. Có một số trường nó sẽ chỉ xếp được 99% thôi, hay là 98%, tùy các bạn, tùy từng trường một. Nó khó quá nó chỉ có thế này thôi, hoặc là 99,5%, nhưng mà đa số nó sẽ được 100%. Đây là tôi chỉ nói như vậy thôi nhé, vì tôi ra vào thử, tức là chỉ có một lệnh thôi, đơn giản. Mà chú ý nhé, khi mà xếp cái này tôi cho các bạn xem là sẽ cho các bạn xem là vì sao nó lại, khi mà xếp rồi thì vì sao nhiều giáo viên lại kêu là xấu quá, là vì như này. Chúng ta vào cái lệnh là lệnh chính, lệnh này xếp tự động 100% này đó. Thì ở đây nhé, chỉ bấm nút là bắt đầu là làm thôi. Ở đây nó có cái lệnh là gì, là kiểm tra mà khóa tiết sinh hoạt. Ở trên này không có, chúng ta bỏ đi nhé. Đấy, chúng ta bỏ đi. Nhưng mà có, chúng ta bỏ. Có lệnh này thì này, khi mà xếp tự động 100% nó sẽ khóa cái tiết sinh hoạt lại, nó không thay đổi được nữa nhé. Đây, chúng ta sẽ phải bỏ đi. Rồi, bây giờ tôi cái này không có gì, tôi bấm nó bắt đầu, nó sẽ lên xếp. Đã chú ý nhé, lệnh này nó sẽ xếp theo 5 bước nhé. Bước 1 là kiểm tra cái điều kiện về mặt vật lý, về mặt logic, xem có xếp được 100% không. Máy sẽ kiểm tra và báo, nếu mà có nó không được mà sẽ báo lỗi ngay. Báo lỗi ngay là nó vướng này vướng cái kia, chúng ta sẽ phải lúc gì nó báo lỗi nào chúng ta phải sửa cái lỗi đó. Mà cái lỗi này thông thường là lỗi rất là sâu sắc, rất là sâu về phần việc này không hiểu, rất là sâu về cái môn toán học. Cho cái phần này khi báo lỗi thì các bạn này, chú ý phải tìm hiểu và hỏi các bạn, các bạn dặn hỏi lên mạng ấy, hỏi lên nhóm ấy, rất nhiều người họ thành thạo trả lời cho, chứ không phải có gì cũng hỏi chúng tôi, vì là bận lắm, tức là rất nhiều người hỏi như vậy, chúng tôi sẽ không có đủ thời gian để trả lời hết các bạn nhé. Lỗi này nó rất là sâu sắc, nó rất tỉ mỉ luôn, rất sâu sắc luôn nhé. Nó là hoàn toàn về mặt toán học, cái kiểm tra này là hoàn toàn là toán học nhé, nó chẳng nó là toán học và tin học đấy nhé. Nếu bước này mà xong rồi thì máy sẽ chuyển sang là xếp theo theo 3 bước thôi, ba hai bước năm không nói. Bước 2 là bước nó sẽ xếp đại trà cho toàn trường, đại trà toàn trường, và nó bước này là máy sẽ thỏa mãn mọi yêu cầu của giáo viên và mọi yêu cầu của môn học. Những cái bước này mà càng nhiều thì càng tốt nhé. Có những trường chúng ta mà nhập yêu cầu giáo viên mình ít ý, thì cái phần này là nó phải được 90%, thậm chí 95%, thậm chí là 98% ở cái bước sẽ đại trà này. Nếu mà đại trà mà xong rồi thì tốt quá, nếu chưa xong nó chuyển sang bước hoàn thiện. Bước hoàn thiện là cái gì? Là cái bước của máy tính sẽ bắt đầu phá vỡ các cái ràng buộc giáo viên. Ràng buộc giáo viên sẽ bị phá vỡ trước đấy. Ở bước này máy sẽ tha hồ nhưng mà vẫn giữ lại cái thỏa mãn cái ràng buộc của môn học, vì máy sẽ coi là yêu cầu môn học là quan trọng hơn, còn yêu cầu giáo viên là phụ hơn. Máy sẽ phá vỡ các ràng buộc mềm của giáo viên. Vậy sang bước này là bắt đầu có giáo viên bị xấu rồi đấy. Bước này mà xong rồi thì tốt quá, nếu chưa xong sang bước này. Bước này là máy sẽ phá vỡ toàn bộ các yêu cầu của môn học và giáo viên. Chứ các bạn thấy là nếu chúng ta đặt nhiều cái yêu cầu quá thì thậm chí yêu cầu môn học cũng bị phá vỡ. Nó xếp tục một xếp, ví dụ như là văn xong lại sử xuống lại văn nữa, như vậy là rất là xấu, đúng không nào? Đấy, hay là sử toán lý lại sử nữa, như vậy là xấu. Thì chúng ta đành chịu vậy, chúng ta sẽ tinh chỉnh sau. Giờ tôi thử bắt đầu nhé, tôi bấm này là máy sẽ bắt đầu xếp này. Sau là chuyện này, cái chỗ này là đây là một lỗi nữa nhé. Cái lỗi này là do tại cái tiết 3 của lớp của cái thứ 7 này có quá nhiều giáo viên bận họp. Cái này có một thầy giáo hỏi tôi, lúc trước tôi đã trả lời rồi đấy, là do cái trường này là cái ông này ông đặt nhiều cái nhóm chuyên môn cùng họp vào thứ 3 ngày thứ 7, cho nên là máy nó không đủ giáo viên dạy. Đây là tôi nói gì nhé, đây tôi nói vì sao cái này là cái gì, đây là cái này chúng ta và mô tả có thể có sao vì mở toán học nhé. Cái này nó rất là dễ, ai mà làm toán này rất là dễ thôi. Đây, cái lỗi này là như này này, lỗi này là như sau nhé, lỗi này là như sau là
Ở trường chúng ta là có là gì? Trường chúng ta là có N lớp. N lớp đúng không? Có M giáo viên. Có M giáo viên. Được chưa? Thế thì vào tiết 7, vào tiết thứ 7 và tiết 3 này có rất nhiều giáo viên họp, được chưa? Cái số lượng giáo viên họp tôi ghi hiệu là H đi. Thì suy ra là vào tiết 3 và tiết 7 này cái số lượng giáo viên có dỗi lại là M trừ H. Được chưa? Nếu M trừ H mà nhỏ hơn N thì máy sẽ báo lỗi này. Đây là cái lỗi là gì? Đây là số lượng giáo viên dỗi và ngày là có thể dạy được vào ngày vào tiết 3 ngày thứ 7 không họp mà lại nhỏ hơn số lớp. Đấy, suy ra là sẽ là có một lớp là không có ai học cả, nhưng mà máy nó không sắp nổi cho nên cái máy nó báo lỗi này. Chúng ta ở với lỗi này chúng ta sẽ phải vào ngày thứ 3 chúng ta xóa đi một số cái lớp giờ họp của giáo viên đi. Tôi kiểm tra ngay lớp trường này thế ngày tôi vào đây tôi kiểm tra ngay đi. Này tôi vào đây kiểm tra thế ngày. Đây là lỗi rất sâu sắc đấy nhá, nên là lỗi sâu về mặt mà bài toán thì không biểu. Chúng ta vào đây chúng ta vào cái lệnh là dữ liệu này, yêu cầu nhóm giáo viên này chúng ta kiểm tra này nha, môn vật lý này, môn hóa này, lịch sử này. Học vào đây tôi vào tôi vào lớp phát nhé. Tôi vào đây tôi nhìn thấy rõ hơn này. Tôi vào cái chỗ này này, tôi vào cái lệnh khung nhìn này, tôi vào cái main loop này, họp này, ngày thứ 7 này tôi kiểm tra nhé. Đấy họp này thứ 3 này em sát học rất nhiều vào ngày vào ngày thứ 3 này nên thứ 3 nó bị bắt nó lỗi đấy, nó bị lỗi như đó đấy. Rất nhiều giáo viên học vào ngày thứ 3 không đủ giáo viên dạy đây này. Đấy. Rất nhiều giáo viên học vào ngày thứ 3 ngày thứ 7 thấy không nào, rất nhiều luôn. Tôi kiểm tra ở đây nhé, kiểm tra ở cái khung nhìn này nhé, kiểm tra khung nhìn là giáo viên này, giáo viên này đây này, họp này thứ bảy này, thứ bảy này, thứ ba thứ bảy này, họp hết này, toàn trường họp hết này, làm sao mà người dễ nhé. Chúng ta phải xóa cái hết nhé, xóa toàn bộ tất cả các họp đi này. Đấy, xóa đi một cách nào mà các chúng ta vào các nhóm giáo viên chúng ta xóa cái họp đi nhé. Đấy, nhưng mà các bạn thấy nó cái trường này nó học kinh khủng như này thì sao mà có đủ giáo viên dạy được? Đúng rồi, cái học viên thì ta cũng ngại không biết nhưng mà nó rất tinh thần, rất tinh nhưng mà ta biết không đồng ý. Đây là cái lỗi logic mà rất nhiều giáo viên là mới, không là là vì là mới làm cho nên là bị mới vào cái lỗi như này. Tiền nào mà thạo rồi không bao giờ bị cái lỗi này đâu. Này cái lỗi này là lỗi rất là nguy hiểm. Chúng ta tương tự như ta lái ô tô chúng ta lại khóa cái chân côn lại thì không bấm vào côn nữa thì máy nó cứ thế nó cứ đi nó không chuyển số nữa, nó lên nó cựng nó chết luôn trên máy luôn. Đấy, giống hệt như vậy. Đây là chơi cái lỗi này, cái lỗi mà là toàn trường là họp hết vào toàn trường thế này thì làm sao mà còn đâu giáo viên mà dạy được nữa nhé. Chứ lệnh này vừa rồi tôi vừa chạy thử nó bị fail, nó bị lỗi đấy nhé. Bây giờ thôi cho nó bỏ qua đi. Rồi thế bây giờ chúng ta xem như vậy là tôi nói xong sang cái bước bước 5 mà cho sang bước 6. Bước 6 nhé. Bước 6 là cái bước trước khi đã xếp gần xong hoặc là xong là càng tốt hoặc gần xong. Nhưng mà xong rồi thì nếu mà nếu mà chúng ta đã xếp vào xong rồi nhá. Đây là chúng ta cần thêm một chút nhé. Nếu đã xếp 100% xong rồi, tức là đã xong thì chúng ta có thể đưa ra và cho sinh thực hiện ở trên toàn trường được rồi. Mặc dù có thể có rất nhiều ông, nhiều cô, nhiều bà là chê kệ, chúng ta cứ đưa lên cho nộp bài, có những, xong rồi chúng ta nộp bài xong cho nhà trường. Còn cái số thuốc là chuyện là hậu xử lý nhé. Đấy, như vậy xong. Còn nếu mà lại không xong, nó 99% có đấy. Thì cái đó chúng ta sẽ bắt buộc phải vào cái việc tinh chỉnh và tinh chỉnh và xếp nốt bằng tay nhé, bằng tay. Còn xếp xong rồi thì vẫn phải tinh chỉnh cho đẹp hơn chứ không phải cho đẹp đâu. Tức là thông thường cho đẹp hơn tức là nên là các bạn thấy ông thầy nào mà làm thầy thấu biểu mà giỏi ấy, thì người kêu ông ta sẽ alo riêng cho người đó mà thôi này, mình sẽ sửa cho bạn nhé, bạn im lặng đừng nói với ai nhé. Đấy, làm lặng thế thôi chứ ông thầy rất nhiều thầy cô giáo là không là không là
là không không thạo cái này đâu mà là cứ oang oang nó có trường là xin mấy các thầy cô nào mà xấu thì bảo em sửa cho, thế là chết rồi, nó thấy cô ấy là chết luôn rồi. Cả một cái trường như vậy, cả một cái hội trường to như thế này, cả một cái hội trường to như thế này chỉ có một vài ông ở đây là sướng thôi, còn tất cả cái ông này là ông xấu hết. Em các bạn lại nói là xin các thầy cô nào xấu bảo em sửa cho, thế chết rồi. Cái đám này nó cùng hò lên đấy, của thầy cô ta. Tôi thấy rất nhiều giáo viên là còn khóc không sửa nổi cho từng ngày người, còn là khóc luôn đấy, khóc lóc mà mất ngủ luôn vì nó kêu nhiều quá. Mà như ông này ông lại im lặng không nói gì đâu, ông ngồi đây này, ông đang mát đây, ông ngồi im lặng không nói gì đâu. Chúng ta chú ý cái bài thảo biệt thảo biểu chính là cái đó, bài toán mang tính là con người, nó không phải mang yêu cầu của con người, mang tính con người vào đây. Nó đến lúc này là không có khái niệm toán học, không có khái niệm thuật toán, không có khái niệm tối ưu, nó không có khái niệm chính xác nữa. Đây là lúc bây giờ là hoàn toàn là cái kinh nghiệm của người giáo viên đó, của người sẽ thảo biểu, anh ta biết à cái ai là người cần điều chỉnh, ai là người không điều chỉnh, và anh ta sẽ điều chỉnh tương ứng cho giáo viên hợp lý. Thì cái bước sau là bước thứ sáu là bước chúng ta sẽ làm được hai việc sau đây, cái quan trọng nhé. Đây, chúng ta chú ý cái bước sáu là bước như thế này, chúng ta sẽ làm việc sau đây này. Thầy cho em hỏi một chút thầy ơi. Thầy cho em hỏi một chút về cái phần cái xếp lớp một tí không? Sao? Vâng, ở trường em biết trường hợp là có cái lớp 12 đấy, cái buổi chiều mà ở trường em là toàn bộ là các lớp này học thêm hết, nhưng mà riêng học lớp 12 thì học ôn thi đi, học buổi chiều học ôn thi đi. Thì lớp 12 giờ nó học theo cái trường hợp cái môn lựa chọn. Trước kia giả sử lớp 12 của bọn em là có 13 lớp, nhưng mà bây giờ trường hợp ấy, người ta lại phải những cái môn toán môn văn thì bắt buộc học cả lớp rồi, nhưng những cái môn còn lại thì học theo tổ hợp. Thì khi đó nhà trường ghép lớp, phải ghép những cái lớp vào, ví dụ như lớp A1 nó đăng ký môn Anh là 15 đứa, lớp A8 nó đăng ký môn Anh ví dụ là 20 đứa, thì là phải ghép hai lớp này vào nhau. Vậy thì khi đó xuất hiện những cái môn tổ hợp ấy, là môn toán lý hóa sinh rồi sử địa đấy, sau cùng dần thì những cái môn đấy nó bắt buộc là nó phải ghép lớp. Như vậy thì khi đó là trong mỗi một môn ấy, ví dụ môn Anh giờ nó đẻ ra thằng lộ là 6 cái môn một cái lớp ghép nữa. Bây giờ cách xếp thì xếp như thế nào để cho nó hoàn thiện được thành? Cái đó là mẹo nhá. Vâng. Thôi, tôi sẽ trả lời các bạn. Vì mà lý thuyết là không có chuyện là tách ghép lớp như vậy, nhưng mà là mẹo thì được nhé, là mẹo như này này. Chiều các bạn nhé, tôi trả lời chưa chiều các bạn thôi nhé. Là mẹo như này nhé, đây này, tôi xin phép là mẹo này. Vâng. Mẹo như sau nhé. Tức là bây giờ cái người làm thiếu biểu anh ta và rất thạo cơ mới làm này nhá. Vâng. Như này này. Vâng. Là vài thạo phần mềm này. Tức là bây giờ giả sử nhá, bây giờ chúng ta sẽ khi mà chúng ta làm chúng ta quên lớp trình tự chính thức đi. Vâng. Chúng ta tạo hẳn một loạt các lớp riêng mà dùng để mà gì, dùng để mà xếp các cái xếp các môn sắp xếp các cái chuyên đề nhé. Tôi gọi lớp, tôi gọi là lớp, tức là ví dụ như lớp 12, tôi gọi là lớp 12 CD1 nhé, 12 CD2, 12 CD4 chẳng hạn, lấy ví dụ thế nhé, 3-4 nhé. Thì đây là cái lớp mà là nhiều hơn nữa, nó là lớp tách từ cái lớp 12 bình thường ra nhé. Và nó thằng này chỉ học cái chuyên đề văn này, chuyên đề toán này, chuyên đề lý, chuyên đề hóa, thằng này học chuyên đề sử, chuyên đề tin, chuyên đề văn nhé. Thì chúng ta sẽ tạo thêm lớp mới như này, chúng ta nhập phân công chuyên môn cho các cái lớp này theo cái chuyên đề như này, chúng ta tạo cái chuyên đề như này được chưa. Sau đó chúng ta xếp riêng ra, chúng ta xếp thôi 12 lớp khối 12 học buổi sáng, thằng này lớp học buổi chiêu, chúng ta xếp buổi chiều thôi. Ví dụ như đây, nhưng mà cái thầy phát biểu của lớp riêng này, lớp phải cùng thầy phát biểu của các lớp còn lại của toàn trường vào cái buổi chiều đấy cơ mà. Thì sao mình xếp riêng của khối 12 riêng được? Vì các thầy cô giáo là phải dạy tất cả các lớp trên toàn trường, chứ phải chỉ dạy một cái lớp 12 không? Thế chúng ta vẫn nên phải xếp riêng nó ra. 12 là lấy ví dụ nhá. Khối 12 là học sáng. Ông toàn bộ học chiều hết, bây giờ em chỉ nói học thêm buổi chiều thôi, chứ không nói là buổi sáng. Cái buổi chiều nó có đẻ ra tầng ngập này, cái lớp mà ghép lớp như thế. Rồi, nó không sao. Bây giờ lấy ví dụ nhé. Thì cái, vâng. Khi mà cái lớp, lấy ví dụ nhé, khi mà cái lớp, đây là cái này cái bảo là tôi nói tỉ mỉ, nó hơi mất thời gian một chút nhé. Cái này là khó đấy. Cái này khó mà. Tôi lấy ví dụ nhé, tôi lấy ví dụ một lớp cho thầy hình dung nhé. Lớp 12 CD1 nhé, nó là tách
là tách ra của các lớp, là của các lớp 12A, 12B, 12C đúng không? Ví dụ thế nhá. Được chưa nào? Thì cái giờ học mà cái giờ học của lớp 12CD1 này là cái giờ học ở đâu thì bên này này phải là cái thích không học ở đấy. Phải không học. Đúng rồi, lớp không học. Không học ở đây. Được chưa? Thì nó không bị không ấy nữa. Ví dụ như là lần này cứ ví dụ nhá, cái lớp 12C này nó lớp 12 này nó có 3 tiết, lấy ví dụ nó có 3 tiết nhá. Đây. Nó có 3 tiết thì là buổi chiều, ví dụ như buổi chiều nhá. Đây nhá. Đây là lớp 12CD1 nhá. Nó sẽ học 3 tiết, ví dụ nó học 3 tiết thì lấy ví dụ thôi. Nó học 3 tiết vào cái tiết 2, tiết 5 ngày thứ 2, tiết 5 ngày thứ 5 và tiết 5 ngày thứ 7. Đấy chưa? Đây là ba tiết, đây là đề chuyên đề văn này, chuyên đề hóa, chuyên đề sử này. Thì cả 3 lớp này đều phải nghỉ học vào ba cái chuyện này. Ba cái buổi, đấy là không có thứ đấy. Nghỉ học thì nó sẽ không bị chung giáo viên, không thể nào dạy cùng lúc hai cái này được. Hiểu chưa nào? Em phải rất là mẹo em mới làm được chuyện đó nhé. Đấy, phải là người hiểu biết kia phần mềm. Bây giờ tôi nhanh sang, chúng ta còn ít thời gian lắm rồi, tôi không còn thời gian nhiều nữa. Bây giờ tôi nhanh sang cái phần gọi là phần. Thế em hỏi thêm một chút đấy. Thế khi nó đẻ ra trường hợp tận lớp 12 nó đẻ ra khoảng độ 20 cái lớp nữa thì cái phần mềm nó có đủ cái khả năng xếp. Thoải mái xả láng xếp đi, nó thoải mái mà. Khoảng độ 60 lớp nó liệu xếp được không? Được. Trong lớp được hiện nay đâu. Phần mềm hỗ trợ là 150 lớp mà. Vâng. Thế như là hình dung nữa là như là 300 lớp ấy, thoải mái nhé. Chúng ta nhập thêm, tạo thêm thoải mái vô tư nhé. Ừ. Vâng, em cảm ơn thầy. Ừ. Thế bây giờ này mình nói thêm một chút nữa về cái này nhé, về cái bước 6 nhé. Bước 6 là cái bước mà là tinh chỉnh đấy, tinh chỉnh. Thì bước này là bước tinh chỉnh dữ liệu thì có biểu, tinh chỉnh dữ liệu thì có biểu. Thì bước này nó gồm có hai cái nhiệm vụ sau đây này. Có nhiều chức năng. Tôi xin phép nó sẽ bày những chức năng nhé. Phải hai, nó có nhiều chức năng lắm. Nó là một này, nó có các tính năng của nó này là như sau nhé. Đây này, các chức năng chính của phần này nhé. Tôi đây thì nó có thêm một chức năng sau đây nhé. Phần này nó có thêm chức năng như này, nó có thêm chức năng nhé. Nó có thêm chức năng là một là cái chức năng là nó có thể xếp tay đây. Xếp tay thì có biểu, xếp tay từng tiết của thầy có biểu nhé, từng tiết trên thầy có biểu. Đấy, cái này rất quan trọng. Như vậy là nếu chúng ta mà xếp 99% rồi, chúng ta có thể xếp tay một số tiết còn lại. Nhưng mà cái việc xếp tay là vô cùng khó. Cái thầy cô giáo nào mà từng xếp tay trên giấy rồi thì thấy nó khó như thế nào. Xếp cả một trường, cả một cái trường to như này, xếp 99% là dễ, nhưng sang đến 1-2 tiết cuối cùng là rất khó. Thì ở trên máy tính cũng vậy, chúng ta sẽ phải xem quan sát trên nhiều màn hình, trên nhiều chiều. Chúng ta mới quan sát được, chúng ta cần phải muốn xếp bổ cho ông xếp bên này, ta phải sửa người khác. Cho nên cái phía xếp tay này là không dễ đâu, phải làm nhiều nó mới quen. Nhưng cái này là không dễ. Rồi, tiếp theo là chúng ta có thể là, đã xếp tay rồi, có thể là phải tương tự là phải xóa đấy, phải xóa đi. Xóa tiết luôn. Xóa tiết này để mà xếp tay chỗ này. Rồi, tiếp theo là cái việc, tiếp theo là tinh chỉnh. Tinh chỉnh thì có biểu. Tinh chỉnh chỉ là gì? Tinh chỉnh thì thao tác rất đơn giản, chỉ là kéo thả thôi. Kéo thả trên màn hình. Được chưa? Đó. Ngoài ra có thêm một số tiết nữa như là xếp hay là xóa không học. Đấy, xếp xóa không học. Hay là xếp và xóa các tiết học của giáo viên đấy, hoặc là ta có thể xóa chào cờ hoặc có thể là khóa tiết lại, có rất nhiều lệnh nhé. Đây là cái chức năng mà có rất nhiều lệnh đấy, là cái chức năng đây mới là cái phần chức năng chính của phần mềm chứ không phải là cái phần khác đâu. Phần này mới là phần mạnh nhất của phần mềm của chúng tôi là như vậy. Nên phần của chúng tôi có khoảng hơn 200 công cụ để hỗ trợ cho cái chuyện này. Thì các bạn cứ tìm hiểu thôi nhé, cái này tôi không thể nói hết được, cái đường rất là dài. Thì chúng ta vào trong đây, bây tôi đóng lại tôi thử mở một tiệm khác xem nó có tầm tầm có liệu rồi nhé. Tôi tìm một tiệm tư liệu nó có dữ liệu rồi nhé, hơi khó nhỉ, nhưng tôi cảm giác cái này có rồi tôi mới xem, tôi mới làm được nhé. Cái này chưa có này, tôi phải tìm cái tiệm nào mà nó có rồi. Cái này không có chứ, không nhìn đây.
Để ít quá thì không sao nhé. Đây là một trường nó có này. Ít quá thì tôi muốn tìm một cái thứ biểu nào mà nó hơi nhiều một tí. Nên nó nhiều loại thứ biểu của nhiều trường lắm, cứ lung tung ấy này, tôi kiểm tra xem nó có chưa, không nhìn này, min loop này. Ít quá nhưng 1%. Ít quá nhưng mà thôi tôi làm thử cho bạn xem nhé. Thôi giờ thử. Tức là chúng ta có thể quan sát này, đấy chúng ta quan sát các trường, nhưng quan sát từ lớp một này, chúng ta quan sát từng trường, từng lớp một đây nó ít quá này thì không thể khó demo là lắm nhá. Thế thì tôi thử demo chúng ta xem nhé. Đây này, cái cô Phương Thảo này như này, ít quá cái này thì khó làm lắm, khó demo được cái này. Đây cô Phương Thảo đấy nhá, đây trải nghiệm đây này. Khi chúng ta bấm vào lúc này nhá, đây là cô Thảo này dạy lớp 631, đây chính là cái tích của nó đây này. Hai bên này nó đồng bộ với nhau này. Đấy. Khi ta bấm vào đây này thì đây chính là ngữ văn đây, đây là giáo viên dạy ngữ văn đây. Đấy. Được chưa? Toán này. Biểu muốn xóa nhá, muốn xóa bấm chuột phải và chọn nút xóa. Nó xóa. Đây là xóa tiết đây. Đó. Còn xóa tất cả thì xóa tất cả là xóa toàn bộ tất cả các tiết học học tự nhiên này, xóa đi này. Đấy, xóa tất cả này đấy nhé. Còn xếp tiết này, bây tôi thử xếp tiết nhé. Phong tự nhiên này, tôi chọn một phong tự nhiên này và đây tôi bấm nút bấm kích đúp chuột và chọn môn đã chọn mà nó sẽ xếp vào đây đó. Xếp vào đây. Nhưng mà đây là thật là xếp tay nhé. Ở bên này tôi chọn môn học, ở đây chọn môn học, chọn môn học và kích đúp chuột và chọn môn đã chọn, nó sẽ xếp vào đây đấy, thế nào. Còn tinh chỉnh này, giả sử tôi muốn là cái tiết này là tiết trải nghiệm, tôi muốn chuyển về chỗ này, tôi chỉ việc bấm vào đây, tôi kéo thả lên trên này, được chưa? Kéo thả và thả tay ra thì máy nó sẽ ra cái màn hình này, chúng ta quan sát được cái có biểu là trước và sau khi. Đây bên này là trước này, bên này là sau khi tinh chỉnh, đây là trước và sau khi. Trước giáo viên là tách nhé, sau giáo viên sau đó là liền vào nhau này, bấm kết thúc mà lấy chuyển. Vậy cái thao tác mà là tinh chỉnh chỉ là kéo thả thôi nhé, các bạn chú ý nhé. Đấy thì nên như vậy, cái bước này thời gian bước này là bước mất nhiều thời gian nhất là ở cái bước số 6 này rất quan trọng nhé. Đấy thì hôm nay vì tôi không có hết thời gian, tại vì tôi phải đi có việc rồi cho nên tôi không còn thời gian nữa, thì các bạn chú ý ở cái bước này là bước chúng ta sẽ xếp tay được từng tiết một trên có biểu, nhưng mà cái xếp tay này là rất là khó vì cái ô này lớp rỗi thì giáo viên lại bận, ở lớp này giáo viên rỗi thì lớp lại bận. Chúng ta muốn chỉnh một cái giáo viên này, chúng ta sẽ phải làm lại, chúng ta sẽ phải xóa đi, chúng ta phải làm lại. Đúng là chính là cái thao tác là xếp tay trên giấy, thì chúng ta sẽ chuyển tư duy đó sang xếp tay ở trên máy tính, rất là khó nhưng mà rất là hay. Phần có rất nhiều chức năng này hỗ trợ chúng ta quan sát được bước 1, bước 2 và bước 3 để chúng ta có thể xếp tay được trên máy tính. Nhưng thì đây là cái tính năng mà quan trọng nhất. Thầy cô giáo nào mà chưa bao giờ dùng cái năng này thì tôi chứng tỏ là chưa biết phần mềm thì có biểu, còn đã dùng Thạo rồi thì chứng tỏ đã cái chức năng này đang dùng rất nhiều. Vì giả sử có xếp 100% rồi thì rất nhiều giáo viên nó kêu xấu, chúng ta sẽ phải lựa lời chúng ta tinh chỉnh cho từng giáo viên một. Đấy, các bạn chú ý nhé. Cho nên rất nhiều nhà trường là họ làm như này, họ thay đổi theo từng 2 tuần một hay là 1 tuần một. 2 tuần đầu thì hôm nay là một nửa giáo viên nhà trường là có thể có biểu tốt, một nửa là xấu. Sau tuần tôi làm lại thì có biểu, tôi làm lại và tôi thay đổi lại, và một nửa sau lại xấu, một nửa đầu lại tốt, cứ như vậy. Và ở các nhà trường tôi biết đấy, cái ông mà sẽ có biểu, ông này có rất nhiều quyền lực nhé, chứ không phải hiện nay có một sự rất là sai là các nhà trường giao cho giáo viên trẻ không có kinh nghiệm gì cả, thậm chí không hiểu biết gì về tin học, làm sách giáo khoa biểu, cái người này làm như là người này bị nhà trường nó bị tất cả nhà trường là bắt nạt. Như vậy là không đúng. Thật ra cái ông sách giáo khoa biểu là ông dốc quyền lực, ông này muốn cho ai tốt người đó tốt, ông này muốn cho ai xấu người đó xấu, chứ không có chuyện ông này bị chi phối bởi các nhà trường đâu. Cái việc sách giáo khoa biểu là việc rất là khó, một toán rất là khó mà không có lời giải tối ưu, cho nên là cái nó chỉ xét tương đối thôi.
Như vậy là ông ta, normal ông ta là cái người mà điều khiển ở trong trong một cái người sẽ hiểu là cái người là người như sau, là cái người mà nhìn thấy toàn bộ nhà trường của chúng ta, nhìn trước được toàn bộ cái khung cảnh nhà trường của chúng ta là ở đây, và ông ta biết trước là cái vùng này có quạt là mát, vùng này là mát, và ông ta sẽ điều chỉnh ai từ vùng nóng này vào vùng mát, ai vùng mát sẽ phải đẩy ra. Ông ta là người nắm vững cái chuyện này, và ông là người rất có quyền lực, chứ không phải như hiện nay đấy. Hiện nay là tất cả đều kêu được bác tiết thường biểu là phải cho tôi mát đi, mà sao là mát được, không thể làm mát được, bởi vì đó là bài toán con người mà nó như vậy nhé. Ở trường nào mà càng nhiều người có yêu cầu, càng nhiều người mà dạy ngoài nhiều quá, yêu cầu khắt khe quá thì càng sẽ khó. Còn trường nào là toàn giáo viên trẻ họ rất là nhẹ nhàng, họ thế nào cũng được thì lại dạy họ sức thương biểu rất là nhẹ nhàng. Chứ việc thế thương biểu thì nó nặng nhẹ tùy vào từng trường một nhé, tùy vào từng cái hoàn cảnh của một từng nhà trường một. Thì phần mềm của tôi nó chỉ là cái công cụ hỗ trợ thôi, nó không phải là một người máy để mà xếp được trọn vẹn đâu. Nó là công cụ và giúp chúng ta làm việc nó đỡ nhàn hơn. Ngày xưa mà chúng ta không có thể có biểu này thì chúng ta sẽ phải, người sẽ có biểu khi mà xếp gần hết ấy là rất đau đầu, phải căn từng người một, đau đầu phải nhớ. Còn bây giờ chúng ta cứ thông dong, chúng ta làm đến đâu mà làm, hôm nay làm được sửa một người tốt, chúng ta lại ghi lại, lại nghỉ, ngày mai lại mở ra làm tiếp, làm túc tắc mà không đau đầu nữa. Đó là sức mạnh của phần mềm nó nằm ở chỗ đó. Chứ không phải phần mềm này, không phải là mua phần mềm về là được thầy biểu tốt đâu. Cái hiệu trưởng nào mà nói như vậy là sai, theo tôi là chưa hiểu mà nó có biểu. Đấy, chúng ta phần mềm nó chỉ là công cụ thôi, nó như cái ô tô ấy. Chúng ta mua ô tô về chúng ta đi được là tốt. Còn ai mà thạo đi tốt, còn ai mà không thạo đi là đâm là chuyện bình thường. Thôi nhé, hôm nay tôi hết thời gian rồi, tôi dừng lại ở đây nhé các bạn. Theo tôi các bạn nên vào cái nhóm mà để tôi bật, các bạn nếu mà chưa vào chúng ta nên vào, chúng ta vào cái nhóm này nhé. Đây tôi vào cho các bạn xem, vào chúng ta vào cái nhóm này và chúng ta sẽ đây chúng ta vào cái nhóm này là đây. Đây, chúng ta vào này nhé, STKB này, chúng ta tra cái này nè. Nhóm này đã có 1,8 ngàn người rồi đấy. Chúng ta vào đây và chúng ta trao đổi với nhau. Ở trong nhóm này có rất nhiều thầy cô giáo ở trong này là rất thạo. Thì chúng ta hỏi hai những người đi trước ấy, thì họ sẽ nói, chúng ta hỏi đúng thì họ trả lời rất là nhanh, rất là chính xác nhé. Và ngay cả nếu gặp lỗi, các bạn cũng nói đây như này, đây là lỗi của một trường có lỗi này, thì các bạn báo cho tôi, chúng tôi biết, chúng tôi sẽ sửa. Hiện nay vẫn đang sửa nhé, vẫn đang sửa. Các bạn chú ý cho các bạn luôn vào cái chỗ này để chúng ta quan sát xem là cái phiên bản cuối cùng là như thế nào nhé. Đây, chúng ta vào cái chỗ TKB này, chúng ta đóng này lại nhé. Chúng ta vào cái chỗ này này, trợ giúp chúng ta vào cái chỗ là phiên bản. Chúng ta vào cái chỗ này, chúng ta vào cái chỗ là về thì có biểu. Đây này. Ở đây đưa ra cái phiên bản hiện thời và cái ngày cuối cùng là ngày 31 tháng 7 này. Thực ra khi các bạn mà bản mới hơn đấy, hay là chúng tôi vẫn thường xuyên cập nhật mới nhé. Khi nào các bạn mới cập lên thì các bạn cứ kiểm tra, khi cài đặt các bạn kiểm tra cái ngày này, đây cái ngày mà mới nhất mà hiện đang có nhé. Hiện nay theo tôi biết ngày mới hiện nay đang có là ngày tháng 8 chứ tháng 7. Cái bản này của tôi vẫn là bản cũ rồi, không phải bản mới nhất nhé. Bây giờ chúng ta nghỉ ở đây nhé, vì tôi có việc phải đi bây giờ nhé. Xin chào các thầy cô nhé. Dạ, cảm ơn thầy. Xin chào các bạn.